Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và các quan trai giới nơi tâm bảo rồi, phải lắng nghe giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Si lê na su ka tin yon ti si lê na phu ka sam pa đan si lê na ni phu tin yon ti ta sam ma si lang yu cho tha ye các chúng sanh lên sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các thế cho nên chư Phật tử có đang thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thụ sa la thu lành thai uất tam ăn ghê na vấn đề hăng ba đà phẳng sung và ruột tam ăn buột thể vô khả lý tổ đô sơ buột thô khả mặt tụ tăng mà măng uất tam ăn ghê na vấn đề hăng thầm mạnh cha đô vị thăng và răng thầm mê vô khả lý tổ đô sơ thầm mô khả mặt tụ tăng mà măng uất tam ăn ghê na vấn đề hăng sẵn thành cha đô vị thô tam ăn sẵn khê vô khả lý tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tụ tăng mà măng. Siddhi yan chanaga tha sit thaman tu sin thaman tu sin thaman tu idam phalang etasmin ratanat tayasmin sampasadana che ta xuống cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếp sau nếu trễ chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ nguyện thoát ba tay nước lửa binh nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại đang tu hành nguyện dình tam học với định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tự khổ nguyện diệt tâm tham hao lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đoạn sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bận lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh Nam Mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh để bái tâm bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama được bền vững lâu dài
Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhược mình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Bình kính mời quý vị chuẩn bị những câu hỏi, những câu chết chát cũng như những bàn tay. Và Nhật Bình cũng mời quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng, vị nào có thể làm thị giả cho ngài thì cho một tín hiệu. Nhật Bình kính mời ạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma chaloka thibati saham bati katan jali anti warang ayajatha santi sasattap barachap khachati ka de se tu thammang anukam vimang bachang sa thamma phê riêng vinayan chakayan sotan chabang thang abhithamma chammang a cơ tới dành tô ta tu sát cho đăng đăng bập bở thành này dây bà đi xa ta mặt trên Phạm Thiên Phật ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi việc lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian à, bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hoa Tô A Ra Hà Tô Sâm Ma Sâm Bút Tát Sa. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cư sĩ nam và sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thủ lành thai, và con nghe âm thanh ngài rất là rõ, và đạo tràng con thấy cũng quý vị cũng đã cho nghe âm thanh rõ. Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Giang Nhất Hà có ở trước máy. Quỳnh có thể làm thị giả cho ngài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, hoặc là Quỳnh có đặt câu hỏi nào mà để mở hàng không? Dạ mời Quỳnh. Cũng như Nhật Quỳnh thấy có Quỳnh Chánh Pháp hay không? Dạ Quỳnh Thính Pháp và Quỳnh Cha Chánh Tâm. Dạ Nhật Quỳnh kính mời những bàn tay quý vị ạ. Dạ vị nào có thể đưa bàn tay của mình lên để làm thị giả cho ngài
Dạ, xa thủ cảm ơn huynh Chánh Tâm. À, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. À, con xin kính đảnh lễ ngài Chi Đức và con kính đảnh lễ ngài Tử Tông và con xin kính chào đạo tràng. À, thưa ngài, con có một câu hỏi là giữa cảnh ngủ và cảnh ý, lúc mà mình sắp lâm chung thì giữa cảnh ngủ và cảnh ý đó thì cái mình chánh niệm giữa cảnh ngủ với cảnh ý, cái nào dễ hơn? À, xin ngài có thể cho con biết để con biết là cảnh ngủ với cảnh ý có thể là nó là một cái sự cái nghiệp của mình, lúc mà mình mất đi mình bắt cảnh sắc thú tướng hay là cái cảnh ý của mình, thì mong ngài hiểu là vì lúc mình mất đi đó thì giữa lộ cảnh lộ ngủ hay là cảnh lộ ý đó, thì cái nào dễ hơn và cái nào dễ chánh niệm hơn, xin ngài cho con biết. À, xin cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đạo hàng giả, kính thưa chư quý vị là nhớ là cái thời gian mà cận tử, thường thường mình nắm lửa thôi, cái gì cũng không có được, ngoại trừ những cái bậc mà người ta nói trắng là đắc thiền, cái đắc đạo quả gì đó, thì cái thời gian đó đó, nhất là cái tâm nó còn giữ được những cái niêm mít của hay là những cái ân chứng của thiền hay đạo quả gì đó, thì mới có khả năng mà lựa chọn. Chứ còn số phạm nhân của mình lúc đó là nó dựa vào cái nghiệp lực, nghiệp nào nó chạy theo kịp thì mình nhận được cái đó. Chứ còn nó mình lựa cái này lựa kia rất là khó, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì nó mà nói cho khi cái lậu cận tử nó mới sanh đa số. Nghĩa là khoảng từ nửa tiếng cho tới khi cái lậu cận tử thật sự mà phát sanh. Thì thường cái lậu trình tông đó nó khoảng 5 sát na thôi, 5 sát na động tốc thôi. Thành ra mình nói mình muốn lừa, mình lừa không có khả năng mình lừa. Không có khả năng đâu. Thành ra tốt nhất trong thời gian mình còn có đời sống bình thường như nào, mình ráng mình tập những cái pháp mà thuộc về thiền hay là pháp mà thuộc về chân đế đó, để cho nó trở thành một cái thường cảnh y duyên, thì lúc đó nó ô tô nó trở lại những cái đó cho mình trở lại. Chứ còn nếu mình tới đó mình không có nắm, không có vững chắc, hay cái tâm mình không có dính mắc vào cái đối tượng nào rồi, rất là khó cho mình lựa, chứ không phải dễ. Bởi vì đa số là dựa theo cái nghiệp lực của mình. Có nhiều khi những cái nghiệp mà cả đời mình không bao giờ mình nhắc tới, mình chỉ làm lần thôi, nhưng mà tới cái giờ phút đó nó vẫn có thể phát sanh được như thường, bởi vì dựa vào cái nghiệp lực mà nó sẽ cho quả trong lúc đó. Thì thường cái nghiệp lực mà nó cho quả thì một số cái nghiệp khác nó đi theo để nó hỗ trợ cái nghiệp đó. Thành ra mình phải tập cho nó mà thật là vững chắc. Mình tập thế nào thì mình có thể mình trong thời gian mình sống bình thường thì mình hay biết được cái đó nó có năng lực hay không. Ví dụ như mình đương đi ai kêu mình, hoặc là mình làm cái gì ai làm gì mình giết mình, hỏi lúc cái tâm mình lúc đó có khả năng mình rì kho những cái đối tượng mà mình cho rằng cái đối tượng mà mình đã hành trong bao nhiêu kiếp, bao nhiêu tháng rồi đó, được hay không. Vì là nhớ và nó bị thử đi ha. Hoặc nửa khuya mà thức dậy có ai hù một cái là cái quý vị, cái dịch mình của quý vị đó, là quý vị nhớ ra, nhớ tới cái gì đó. Thường thường cái đó là cái thói quen, mình nhớ tới cái thói quen nhiều nhất. Cái thói quen của người là gì, nói xin lỗi quý vị chứ hù cái dịch mình cái là chữ thề, nó nhanh còn hơn là cái lộ trình tâm mình bắt được những cái đối tượng mà mình muốn bắt. Thành ra cái đó là phải tập cho mình nói theo cái kiểu đời là không có được. Nam mô Bổn Sư Thầy á. Dạ, con hiểu ngài nói như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có một sự lựa chọn đó, ngài, nếu có sự lựa chọn, nếu mình tu tập mình có sự lựa chọn đó, thì mình nên lựa chọn về cảnh ngủ hay là cảnh ý, cái nào tốt hơn ngài? Nếu mà mình, con nói thí dụ thôi, nếu mà mình có sự lựa chọn, xin cho ngài cho trả lời cho con đó. Con cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư đạo hàng, kính thưa chư quý vị, cái lộ cận tử của người đó mà là cảnh ý, là lộ ngủ đó,
nó phát sanh thì chắc chắn người đó đi bốn đường ác đạo giống con lừa vậy đó. Thường cái lộ đó nó phải nó cảnh của ý nó mới có cái khả năng, nó có năng lực. Bởi vì vậy nên nhớ đó, cái cảnh ngủ đó, bất cứ cảnh gì, sắc tình ương, vị xúc gì đó, nó phát sanh chỉ có một lộ trình tâm nhận được nó mà thôi. Mà cái lộ trình tâm đó nó phát sanh rồi, cái là nó phải qua cái lộ ý liền. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ tới là mình phải bắt cảnh ngủ đó, ngủ chỉ sắc tình ương, vị xúc. Mà lúc đó thường cái tâm mình nó không có đủ khả năng để nó bắt sắc tinh ương vừa giúp theo cái chiều hướng mà thực tính pháp được. Bởi vì còn lộ ngủ nó phát sinh một lộ là nó automatic nó xuống lộ ý liền, chứ không à, nó có phát sinh hai lộ được. Anh nhớ rồi đó. Mà cảnh ngủ thì lộ ngủ nó bắt rồi đó. Mà cái lộ ý mà nó phát sinh thì nó bắt cái tiếp cái cảnh đó, tức là nó trở thành đối tượng là quá khứ rồi, chứ không còn ở trong ấy nữa. Mà quá khứ, thường quá khứ nó lôi kéo số cái quá khứ xấu xa vô, cho nó đâu để cho mình lựa những cái quá khứ mà tốt lành mà mình thỏa thích để mình nhận được đâu, thấy không? Đó. Thành ra thường thường nhau mà quý vị học lộ trình tâm cho kỹ, quý vị thấy bất cứ cái lời cảnh nào nữa, cảnh ngủ nữa, lộ ngủ chỉ phát sanh một lộ duy nhất rồi tới lộ ý liền. Chứ nó không thể phát sanh hai lộ, ba lộ được, chỉ có lộ ý nó mới phát sanh liên tục nhiều lộ mà thôi. Thì cảnh của ý đó thì nên nó có năng lực nhiều hơn là vậy đó. Chứ còn mình nói cảnh ngủ, bây giờ mình thích cái cảnh đó, thích cái gì cũng vậy thôi chứ. Bởi vì thường cái cảnh ngủ là nó bắt là chân chân đế pháp là một chấm thôi, chứ nó không bắt nhiều giống như chúng ta nói đó. Ví dụ như một cái không biết quý vị học lộ trình tâm chơi chứ, lộ trình tâm dù cảnh sắc đi, cảnh sắc nó phát sanh thì lộ ngủ, lộ nhãn thức phát sanh chỉ có một lộ để bắt một chấm một mà thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Một cái búng tay mà nó một ngàn hàng ngàn tỷ tỷ cái sanh na vậy là nó mà cả mấy cái 5-6 ngàn tỷ cái lộ trình tâm, mà quý vị nghĩ cảnh ngủ sao mà nó bắt được đó. Thì cái lộ ngủ đó nó phát sanh một lộ rồi là tới cái lộ ý liền. Cái lộ ý cái phát sanh tiếp theo gọi là ti tặc sanh na quý thị, tức là cái lộ ý là bắt cái ghi nhận cái cảnh mà cái lộ ngủ vừa sanh, rồi cái lộ ngủ nó phát tiếp theo một lộ nữa, nó nhận một chấm khác, chấm khác cái đối tượng mà nó vô đập vô mắt, nó xúc vô mắt mình, mà cái nó lặp đi lặp lại liên tục vậy đó. Mà cái hàng ngàn cái lộ ngủ lặp đi lặp lại liên tục cái hàng ngàn cái lộ ý vậy đó, nó mới ra một cái hình ảnh gì đó. Đó thì ra cái hình ảnh thì có hai chuyện, một là mình biết tên thì cái lộ đó để nhận dạng đó, nó gọi là na mắt khá ná quý thị, tức là mình nhận dạng bằng tên. Còn nếu mà mình không biết tên thì cái lộ đó phát sanh nó gọi là na mắt khá ná quý thật khá ná quý thị, tức là nó bắt cái hình dạng của cái đó. Rồi hàng ngàn cái lộ ý phát sanh tiếp theo để nó lựa cái đó là cái gì. Chứ nó đâu phải dễ cho mình đâu mà mình lựa cảnh ngủ. Phải nhớ lựa cảnh ngủ sao lựa được. Vì nghĩ cái búng tay nó phát sanh một, nghĩa là một hàng ngàn tỷ tỷ cái lộ trình tâm vậy đó, thì làm sao mà quý vị nó mới lựa cảnh ngủ là lựa sao? Thấy không? Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, yeah, con kính tri ân ngài và con xin nhường mic lại cho MC và mời những người có câu hỏi đặt kế tiếp ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sankhaya dạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú anh Huynh Chánh Tâm đã có những câu hỏi. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Dạ, con không biết mọi người có nghe âm thanh của con lớn không ạ? Dạ, con hy vọng là ngài nghe âm thanh của con được rõ. Dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Ngọc Hân. Kính bạch ngài, con có thấy một sách tiếng Anh dịch chữ ganh thấp bá là mental body. Chúng con nên hiểu chữ này như thế nào? Ganh thấp bá,
của một người sau khi chết là gì? Đạo Phật Nguyên Thủy giải thích như thế nào về thân trung ấm? Thưa Ngài, dạ kính cảm ơn Đạo Hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho Ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bất Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tông. Dạ kính thưa chị quý vị, thế làm MC thì phải nói lớn lớn cho khó thẻ, kiểu đó nghe khó quá. Thì nói rồi mùa nóng à. Vòng xưa cái máy cái quê mà quạt nó lớn hơn tiếng con người ngoài nói vô. Ừ. Thì có nói lớn lớn cho phải. À. Trong Đạo Phật Nguyên Thủy thì không có vụ thân trung ấm, chết là sanh liền. Tâm thử cập cái tâm thái tục là nó đi liền nhau. Nói theo nhân viên nó gọi là anh ta đá bạch trai, xong đó anh ta đá bạch trai. Nên là không có cái gì mà ngăn cái gì đó hết. Thành ra không có vụ thân trung ấm. Còn cái anh tấp phá này không biết viết đúng là chơi. Anh tấp phá này có nghĩa là người Việt mình âm thông mấy sách gọi là càn thất bà. Càn thất bà tức là một loại chư thiên ở trên cõi tứ đại thiên dương, cõi tứ thiên trên cõi tứ đại thiên dương. Quý vị nào mà coi trong lịch sử Đức Phật đó, cái lúc mà Bồ Tát đang hành khổ hạnh, thấy có một cái vị chư thiên cái gì đó gọi là hành thập phá, hành thập phá xách cái đờn xuống là đờn 3 tiếng, tại đờn nó có 3 giây thôi, tiếng dùng tiếng tưng và tiếng trung bình để cho Bồ Tát nó nhận ra con đường trung đạo là chỗ đó. Thành ra là cái người chết mà sanh là thành thập phá, tức là lòng gọi chư thiên trong cõi tứ đại thiên dương đó. Chứ còn cái họ dịch là mental body thì chúng tôi không có rõ, không có rõ. Tìm cái gì nào giỏi tiếng Anh chút hỏi thử ha. Nam mô Bất Thầy Gia. Nam mô Bất Thầy Gia. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là mọi người có nghe âm thanh của con lớn hơn không ạ? À? Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ con hy vọng là mọi người nghe rõ. Dạ cảm ơn. À, dạ con đã thấy đạo hữu Ngọc Hân và sa thú. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo trang ạ. À. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. À. Và dạ trong Zoom thì con thấy là mình có hơn 30 người lận, nên mỗi vị mà có chỉ cần một câu hỏi thôi là đạo tràng nó sẽ dạ thôi bây giờ không đợi mất sống động. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn. Dạ sau đây trong khi chờ đợi, dạ con có một câu hỏi thưa ngài. Không biết có phải đạo hữu tu học Phật pháp viết lên câu hỏi không ạ? À? Tại vì Nguyên Trang, cái điện thoại của Nguyên Trang giặt của con không có thấy được đó. Làm ơn chat lên một lần nữa ạ. À. Dạ con xin sám hối. Cái điện thoại của con thì thấy cái đường trắng câu hỏi. Dạ cô có thể copy cái câu hỏi đó cô lại để lên lại cho con. Dạ dạ được rồi. Dạ con cảm ơn ạ. À. Dạ con xin đọc câu hỏi. Kính thưa sư, theo vi diệu pháp, tâm sân chỉ có hợp phẫn, thọ ưu, tại sao không có tâm sân, hợp tà kiến? Ví dụ, trong thực tế, có nhiều người do có tà kiến, tin vào một đấng thần linh, toàn năng nào đó, rồi thực hiện việc sát sanh, giết dê, giết bò để cúng tế, thì đây có phải là tâm sân hợp tà kiến chăng? Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bất Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chị quý vị, một là có tâm sân rồi tà kiến phát sanh, hoặc là ngược lại có tà kiến rồi tâm sân phát sanh, bởi hai cái tâm đó thì nó không có đi chung nhau.
Bởi vì mình coi cái tâm sân, thật sự tâm sân là không có đâu. Tâm, cái tâm mình gọi tâm sân đó, Bali gọi là đô sở mu lá chi tạ. Tâm phát sanh có nhân là tâm sở sân. Thành ra tâm sở sân và tâm sở tà kiến là những cái tâm sở mà nó không có cái khả năng mà đi chung với nhau. Bởi vì cái với cái điều kiện nhân gần nhân xa, nhân gì cho để cho tôi mấy gì cái đó phát sanh thì nó không có ấy. Nhưng mà cái người có tâm sân rồi sau đó có tà kiến, hoặc ngược lại người có tà kiến sao đưa tới cái những cái lộ mà có tâm sân thì được. Thành ra thường thường đó mình nó nhanh quá rồi mình không có nhận dạng ra nó. Ra quý vị hay nghe nhiều người nói đánh con mà, tại vì mà cứ nói là tại vì mình thương nó mình mới đánh nó. Dĩ nhiên là mình thương con, nhưng mà nó không nghe lời mình thì mình nổi sân mình đập nó, thì trong lúc đập nó là sân chứ không phải là thương nữa ha. Thì cái này ngược lại không vậy. Mình cứ tưởng đâu mà tâm sân nó đi theo tà kiến mới có cái vụ giết người cúng tế rồi này kia, không phải. Một cái búng tay nó có hàng ngàn ngàn tỷ cái lỗ sanh na tâm, tức là khoảng 5-6 ngàn tỷ cái lỗ trình tâm. Thì trong 5-6 ngàn tỷ lỗ tâm, vài ngàn tỷ lỗ trình tâm nó là sân, nhưng mà đi theo nó là vài ngàn tỷ lỗ trình tâm khác, nó là tà kiến chứ không phải lại nữa. Thì nó bổ túc với nhau vậy đó, để làm những cái trường hợp mà nó mình nếu mình không học về những cái tinh pháp thì mình cứ nghĩ cái này là cái kia, nó lộn sân hội vậy đó. Chứ mà khi mà sân quát sanh thì không có tà kiến được. Trong lộ sợ cái lộ mà có sân thì không có tà kiến, nhưng mà sau khi nó diệt rồi thì cái lộ kế tiếp hoặc nhiều nhiều lộ kế tiếp là tà kiến thì có, nhưng mà nó phối hợp với nhau để nó làm những cái việc ác. Bởi vì tà kiến hay là sân hận gì nó đều có những đối tượng và đẩy tới cái hành động ác, chứ nó không có thể hành động thiện được. Thành ra cái người có tâm sân, nhưng mà tâm sân đó, những cái lộ mà có tâm sân đó, nó có thể là nó có khả năng nó làm cho tà kiến hoặc những cái khác phát sanh, chứ không trên trong lộ tâm sân thì không có tà kiến hoặc ngược lại. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo trang. Dạ, con thấy đạo hữu tu học Phật pháp có thêm câu hỏi, dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, ví dụ trạng thái sợ hãi, chán chường, bất mãn, không hài lòng là sân. Khi thấy ra tướng vô thường, biến hoại, sụp đổ của mọi sự mọi việc trên đời, của mọi danh pháp và sắc pháp là trí, thì đây có được gọi là tâm sân hợp trí? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bất Tài Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Nghĩa là tâm sân hợp trí thì cũng không có. Bởi vì bất mãn hài lòng, cái lúc bất mãn hài lòng thì không thể nhận ra tướng vô thường khổ não biến hoại hết. Mà khi muốn thấy được đi vô thường khổ não biến hoại gì đó, người đó phải hành thiền minh sát. Mà hành thiền minh sát thì cái đó là phải là tâm thiện hợp trí chứ không thể là tâm sân được. Nhưng mà có thể là nó từ cái những cái ác pháp mà nó làm cho con người đó đưa tới cái đó, đưa tới cái việc mà hành những cái pháp thiện đó. Thí dụ như bây giờ mình cũng đi học vô room pháp Phật pháp Nam Truyền Phật giáo Nam Truyền mình học, nhưng mà ra chút nữa ra gặp bạn hỏi vô đó nghe mấy ông sư giảng hiểu gì không, thì nó không hiểu, không giảng cái gì á, không giảng hay mà cái mặt mi ngu quá nó không hiểu chứ làm sao mà không giảng vậy mà nó không hiểu vậy đó. Giờ mình tức quá cái mình lật sách rồi mình coi mình học, hay là mình kiếm một thiền sư nào học. Nói chung mình thấy ra này chuyện này chuyện nọ, thì cái lúc mà học như vậy đó không phải học với tâm sân, nào phải học với tâm thiện đó. Nhưng mà nếu mà cái gốc gác mà đưa tới cái đó thì cái gốc gác đó là sự không hài lòng hay là cái gì đó nó trắng là ác pháp,
Thì cái ác pháp đó, nó đưa tới cái hay là ác pháp hay là sự mắc cỡ, sự ấy của mình đó, nó làm cho mình phải nhất định phải học cho thấy cái này rồi đi ra nói với cái thằng chào nó chửi mình cho nó biết mặt nha. Đó. Thành ra vấn đề là gì thì ta không thể nào cái xấu mà đi chung cái tốt được hết á. Cái xấu có thể là làm duyên cho cái tốt, hoặc ngược tốt cũng có thể làm duyên cho cái xấu. Nhưng mà không thể đi chung trong một hai lộ trình tâm được. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con cũng đã thấy đạo hữu tu học Phật Pháp. Con kính tri ân sư. Dạ, con rất kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của đạo hữu ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời quý cô chú đạo hữu cùng tham gia ạ. Dạ, trong khi chờ đợi, con xin có câu hỏi ạ. Thưa Ngài, giống như trong con có cái thắc mắc là trong thiền quán thì mình hay nghe nói là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì khi mà mình có niệm thì mình có định, nhưng mà ở trong bản vi diệu pháp đó Ngài, là cái định đó là nó nằm ở trên bảy sở hữu biến hành, là ở trên 13 của phần 13 sở hữu tờ tha, mà ở đó cái định đó đó Ngài là nó vừa thiện vừa bất thiện. Và kính thưa Ngài, Ngài có thể giải thích cho con được không Ngài, cái định ở trong thiền quán và cái định ở trong cái bản vi diệu pháp nó nằm cái đó là nó như thế nào Ngài? Và con kính nhân mít lại cho Ngài để Ngài có Ngài chỉ dạy cho con được rõ hơn ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Huyền Giả, kính thưa chị quý vị. Thành ra quý vị coi cái tám cái chi gọi là chánh pháp, cái tám chi. Tà pháp cũng có 8 chi, cộng là 16, nhưng mà 16 nói về chi pháp thì nó chỉ có 9 thôi. Thì trong 16 cái đó đó, có những cái nó nghĩa là đi theo cả thiện cả ác. Nhưng mà lúc đi theo thiện á, thì gọi là chánh, mà lúc đi theo tà thì gọi là ác. Ví dụ như tâm sở tinh cần tấn, tâm sở tấn, vi giá đó. Nếu mà nó đi trong tâm thiện thì gọi là chánh tinh tấn, nhưng mà đi theo tà pháp, một trong mấy cái tâm bất thiện ở trên, thì gọi là tà tinh tấn. Mà chứ không thể gọi là tinh tấn được, tà tinh tấn. Hoặc là tâm sở quý tất cả đó, tức là sở tâm á. Nếu mà đi ở trên mấy cái tâm ác trên thì gọi là tà tinh tà tâm. Còn đi với thiện pháp thì gọi là chánh tâm. Nó tùy theo lúc mà nó đi nó như thế nào, chứ còn giống như mình cứ nghĩ là nó đi một lần hai tâm, ví dụ tâm tâm bất thiện phát sanh thì làm gì có tâm thiện đó, mà thì nó có mặt trong tâm bất thiện thì chỉ lúc đó mà thôi, chứ làm sao có mặt trong tâm thiện lúc đó được. Thành ra muốn cái đó phải coi cái tâm sở và tâm nó đi chung nhau như thế nào, và phải coi thêm cái tâm sở đi với tâm sở như thế nào. Một cái tâm sở đó khi nó phát sanh với tâm, nó có mấy tâm sở đi theo nó được, phải học cái đó thì mình mới nhận dạng ra được cái này. Thành ra cái lúc nào ác là ác, mà lúc nào thiện là thiện, chứ không thể nào nói lúc ác là lúc thiện được đó ha. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ở ngoài dễ hiểu à, cái ông đó ông ở nhà đối với vợ ông thì ông là chồng, đối với con ông thì ông là cha. Nhưng mà nếu mà ông đi lính mà ông mang thiếu tướng thì ông ra ngoài trận thì ông là thiếu tướng của phe nào đó thôi. Phe kia nó bắn ổng, mà khi mà ông bị bắt thì có thể là ông phải phục tùng gì ông chồng bao nhiêu chuyện, thì mình có nhìn theo kiểu đó. Một tâm sở nó có thể đi chung với bao nhiêu loại tâm và đi chung với bao nhiêu loại tâm sở. Chứ đừng có nhìn phiến diện một cái là mình không hiểu được. Nên là nhớ phải coi tâm sở, cái tâm nó phát sinh nó có bao nhiêu loại tâm sở đi theo nó, và cái tâm sở, những tâm sở đi theo nó, mỗi tâm sở nó có bao nhiêu loại tâm sở đi cùng với nó nữa. Hai cái vậy đó mình hiểu được, chứ còn không thì mình cứ nhìn cái này nó ra cái kia kỳ lắm. Nam mô Bổn Thầy á.
Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân Ngài. Ngài đã chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ, dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời những câu hỏi và những bàn tay. Dạ, con thấy câu hỏi của đạo hữu như cánh chim trời. Bạch Ngài, một người sinh ra có sắc đẹp là sắc đó là do nghiệp hay do tâm tạo ra thưa Ngài? Nếu một người đi sửa sắc đẹp thì có phải là chuyển nghiệp? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái sắc nó không tạo nghiệp được, thành ra mạnh đi đi sửa gì cho sửa cái sắc thì làm sao mà chuyển nghiệp được. Chuyển nghiệp là ta do tâm với tâm sở mà thôi. Còn cái người sinh ra có đẹp đó cũng là do tâm với tâm sở, bởi vì cái tâm sở tư chetana là tâm sở tạo nghiệp. Thì cái nghiệp nó tốt thì tất cả cái kia phải là những cái tâm sở mà thuộc loại tình hảo, tâm sở tình hảo. Theo nó hộ trì cái việc làm đó thì mà lúc đó sinh ra nó mới cái sắc nó có thể nó đẹp cái này kia. Còn nếu mình làm ác pháp 12 tâm ở trên đó, ví dụ sắc sanh trộm cắp, thì trước sau khi mình sanh ra thì không què cũng cùng ngón tay đó. Còn ấy mình hay nói láo nói ấy này ta, thì khi mình sanh ra đó thì cái có thể là mình miệng mình hôi hay là mình nói cái lời nào đó làm cho người ta bất mãn gì ông sùm đó, này kia ông sùm, lời nói không hay không đẹp. Thì mình dựa vào những cái đó đó thì mình mới biết chứ. Còn cái sắc đẹp là sinh ra không phải do nghiệp, nó do nhiều cái nhân duyên khác nhau. Bởi vì cái sắc đó vui vậy, nó quý vị tính cái sắc đó, thì nó có bốn, nghĩa là mình bốn cái sắc đà tứ đại đó, nó có bốn cái nhân, tức là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Thì bốn cái đó đó nó chỉ có một cái nó làm cho cái cây sắc đó đó là nghĩa là có thể thay đổi từ kiếp trước sang kiếp sau được, có sự thay đổi. Còn mấy cái mà do tâm, do vật thực, do thời tiết thì nó được sinh tồn hay nó được làm gì là do cái nhân trong kiếp này. Còn nhân trong kiếp trước nó chỉ có một chuyện thôi, thành ra mình sanh ra cái sắc mình có thể nó cái nghiệp tốt có thể làm cho cái sắc mình nó, thí dụ mình nó tốt đi, nhưng mà nó bị cái tâm mình cứ mình nhăn mặt hoài tối ngày thì cái sắc đó thì trước sau nó cũng xấu, chứ sao nó ấy được. Hay là mình ăn toàn cái đồ mà của xã hội chủ nghĩa ban cho đó thì làm sao mà cái sắc mình nó ấy được, phải không? Đó. Nó mình ở cái xứ mình không quen ở xứ nóng, mình qua xứ nóng ở hoặc ngược lại vậy đó, thì làm sao cái sắc nó đẹp được đó. Nên nó có nhiều cái duyên nghiệp lắm, chứ không phải là có một chuyện. Có nhiều cái vậy đó. Nên ra thứ nhất là nên giữ giới cho trong sạch, thì nó sẽ có một số chuyện làm cho cái sắc nó được dung hòa. Mình tạo một số nghiệp thiện cho nó tốt thì nó có, nó bảo tồn, có bảo trì cái sắc đó được. Thành ra cái đó mới được. Chứ còn mình đi sửa sắc đẹp, bây giờ quý vị nào mà không biết cái gì ở, nếu mà cái tuổi mà thất thập cổ lai Mỹ như chúng tôi đó, thì hồi xưa đó, hồi còn nhỏ đó, có cái người mà ở Bình Dương gọi là người đẹp Bình Dương đó, quý vị thấy không? Sắc nước hương trời. Cách đây mấy năm có người gửi cho chúng tôi cái hình, chúng tôi nhìn vô cái muốn xỉu luôn đó. Thì mình đi sửa hoài nó dễ cho sao nó đẹp thêm được, phải không? Nằm mô với thầy giá. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu như cánh chim trời. Dạ, sa thú, con kính tri ân Ngài. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ, cô ơi, dạ. Cô Nhật Quỳnh làm ơn post lại cái câu hỏi của đạo hữu tu học. Con không biết tại sao mà lên cái màn hình của con bị trắng á. Dạ, đạo hữu làm phiền, có thể làm phiền post lại lần nữa không ạ? À?
Dạ con xin cảm ơn. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu Ngọc Hân. Kính thưa sư, trong bài kinh 44 trung bộ Chulawedana là thánh ni Thammadina trả lời cho cư sĩ Wisakha về định như sau: nhất tâm là định, chitta xá, ekaggata, á dằng, samadhi. Bốn niệm xứ là chỗ biểu hiện của định: chattaro, satipatthana, samadhi, nimitta. Tứ chánh cần là những trang bị cho định: chattaro, sammapatthana, samadhi parikkhara. Sự luyện tập, sự tu tập các pháp trên là sự phát triển trong định. Kính thưa sư chỉ dạy chữ định trong đoạn này là ám chỉ đoạn gì, là định gì, định trong samadhi hay là hay vipassana? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. À. Dạ con kính, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thà. Dạ kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị. Chữ định này nó là kể cả samadhi và vipassana. Bởi vì cái câu hỏi nêu lên không có nói cái người đó là hành cái những cái điều này qua những đối tượng như thế nào. Bởi vì trong cái bốn niệm xứ đó là niệm thân, thì một số cái đề mục nó là định trước rồi quán sau, nhưng mà ba cái sau thì nó mới là quán nha. Thành ra nếu mà nói một cách mà tổng quát vậy đó, thì cái định ở đây chỉ cho cả samadhi là vipassana. Bởi vì nhất tâm á, cái định đó thì mình không thể định nghĩa nó là samadhi hay vipassana. Bởi nhất tâm đó, định cái đó là nói chung, mà ekaggata là định nói chung. Còn bốn niệm xứ đó thì giống như chúng tôi nói, bốn niệm xứ là cái đầu tiên đó là có thể định của samadhi mà cũng có thể định của vipassana. Tứ chánh cần cũng vậy ha. Đó, thành ra khi mình luyện tập từ đầu đó, quý vị thấy là cái tâm sở mà ekaggata này nó đi từ đầu tới đuôi chứ không phải không. Nhưng mà nếu đi từ đầu thì mình không thể quyết định nó là samadhi hay vipassana, nhưng mà mình nói trắng là có thể là samadhi, có thể vipassana. Nhưng bắt đầu từ cái mà những cái pháp sau đó, pháp mà đã bắt đầu từ ngũ quyền, ngũ lực, thất cách chi rồi kia làm sao đó, thì cái định đó phải là định của vipassana. Định đó là thế nào? Còn cái thứ nhất, cái thứ hai đó, tức là thứ nhất là bốn niệm xứ, thứ hai là tứ chánh cần đó. Đó, thì cái đó là mình không thể nói rõ là nó là định hay vipassana được, mà nó có thể là cả hai. Bởi có nhiều người đó bắt đầu tập bốn niệm xứ vô cái lô ma nát hạ thanh ta tại châu, thì mình nói cái đó là vipassana cũng chưa chắc. À, chưa chắc, mà tùy theo cái niêm mít nó phát sanh. Có người mà niệm là kê xả, cái niêm mít nó phát sanh nó là màu, thì người đó là phải định chứ không thể nói vipassana được. Tại sao là định? Bởi màu đó là một trong 10 cái pháp biến xứ đó, nó gọi là gì? Kasina đó. Còn nếu mà mình niệm kê xả mà cái niêm mít nó là một cái chất dơ bẩn, tức là nó thuộc về quán tử thi quán tới mức nào nó cũng thành chất dơ bẩn đó. Thành ra mình không hiểu đó, tại sao chúng tôi nói là không thể biết là định của cái nào là cái đó là nó hiện đó, trừ khi mà quý vị niệm kê xả mà cái mít nó phát sanh là cứng hay mềm á, thì lúc đó mới cái đó mới là định của vipassana. Thành ra mấy cái đầu thì không thể nào quyết định nó là gì, nhưng mà mấy cái sau thì chắc chắn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đầu tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ.
Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ con chưa thấy mọi người. Dạ hôm nay con cũng có câu hỏi. Dạ thưa ngài, con có một cái thắc mắc. Ồ, thôi vậy để con đọc câu hỏi. Dạ. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp của đạo hữu tu học. Kính thưa sư, pháp nào cũng có tướng trạng và thể tánh của nó. Ví dụ sắc pháp, tướng trạng là mọi hình thức hiện hữu của vật chất. Thể tánh của sắc pháp là tứ đại. Tâm thức xét trên tướng trạng thì có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, vật thể tánh của 121 tâm là gì thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ, kính dâng mic lại cho ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình tìm một cái thì mình hỏi cái vật thể tánh của nó thì mình không thể nói được, không thể nói được. Bởi vật thể tánh là có từng cái thôi, để mình quyết định nó dựa theo số cái điều kiện. Còn nói chung một cái vậy là rất là khó. Nhưng mà thường thường tâm nó không phát sinh một lần 120 cái, nó phát sinh một lần một mà thôi. Thì cái đó mình có thể nhìn đó để mình quan sát để mình thấy được cái vật thể tánh của nó. Nhưng mà một lần 121 tâm thì không thể có cái vật thể tánh được. Bởi vì nó là một cái, người ta dùng cái số đó để người ta cho mình biết tâm nó sanh từ đầu tới đuôi trong đời sống con người. Nhiều nhất là tới số đó, tức là phải đắc tứ thánh quả thì mới tới số đó. Mà nếu chưa đắc tứ thánh quả cũng không có tới được số đó. Mà đắc tứ thánh quả cũng có thần thông. Thành ra nói chung thì không có. Còn nói riêng từng cái thì dựa dòng số cái điều kiện giống như là nhà tu lắc khả nạ hay là những cái pháp mà nó là đối tượng của cái loại tâm đó như thế nào vậy, vậy đó thì mới có thể là quyết định nó là cái gì. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật Pháp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời những bạn ai những câu hỏi ạ. Dạ thôi để con đặt câu hỏi, con có thắc mắc con xin hỏi. Dạ kính thưa ngài, con khi mà con đọc cái bài kinh mà Sambuddhe đó ngài, lễ Tam Thế Phật, thì con thấy ở trong bài kinh là con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị biến tri. Rồi sau đó là cái số nó nhân lên lên đó ngài. Thì thật ra con đọc chứ con cũng không hiểu. Dạ là 28 vị chánh biến tri và 12.000. Dạ con kính xin ngài giải thích cho con rõ để con được hiểu cái bài kinh này ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Con kính tri ân ngài, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Bài kinh đó là mình để mình đảnh lễ tất cả chư Phật. Chư Phật có ba hạng. Nó từ cái lúc mà ngài tạo ba la mật cho tới lúc ngài đắc như thế nào. Cái vị đầu tiên đó là cái hạnh nồng Tăng Thượng Tuệ Bồ Tát, tức là Bồ Tát Tăng Thượng Tuệ đó, con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị tam kỳ, tức là được thọ ký tổng cộng 28 vị, 28 vị hoặc là trong từ cái kiếp mà được thọ ký đó cho tới cái kiếp đắc là phải qua cái khoảng thời gian đó, tức là đã được thọ ký rồi cái qua cái số đó. Còn nếu mà trong thời gian mà nguyện ra lời á thì cái số kế đó đó, tức là 12.000 phải không? Và cái số thứ ba là 500.000, đó là nguyện trong tâm. Bắt đầu mình ấy đó là qua bao nhiêu vị đó rồi mới nói ra lời bao nhiêu vị đó rồi mới được thọ ký. Đó là Bồ Tát Trí Tuệ. Còn hai cái dưới là dành cho Bồ Tát Tinh Đức Tinh và Bồ Tát Tinh Tấn. Thì cái số nó đã double lên vậy. Tức là ba cái hạng Bồ Tát. Muốn được thọ ký phải hành ba la mật qua bao nhiêu vị vậy đó.
Thành ra vậy nào mà muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác thì coi chừng á. Mới qua bao nhiêu vậy vậy nó lâu lắm. À, còn mình là tinh văn khỏi, khỏi lo, không không có nhiều đâu. Đó. Còn nếu mình đảnh lễ một vị đó, vị Phật hiện tại đó, tức là Nam Mô Tạch Xạ. Hiện tại tức là Nam Mô Tạch Xạ, có đâu có tổ ra tổ cho mà bước Tạch Xạ là vị Phật hiện tại thôi. Dầu rằng nói chung là đảnh lễ các hàng Phật, nhưng mà mục tiêu đó là mình đảnh lễ đó, đảnh lễ một Phật hiện tại đây sao? Tại vì mình vô ngay chánh điện có cái vị đó ngồi, mình đảnh lễ vị đó. Còn giờ mình muốn đảnh lễ chư Phật thì bài sẵn bút thê đó, nhớ bài sẵn bút thê, tức là con số ít nhất là con số được thọ ký, con số kế tiếp từng số nhiều hơn đó là trong thời gian nguyện mà nói ra lời, và con số nhiều nhất là nguyện trong tâm, nguyện trong tâm qua bao nhiêu vị Phật như vậy đó rồi mới nói ra lời được qua bao nhiêu vị Phật vậy đó, khi được thọ ký rồi cũng phải hành qua loạt bao nhiêu vị nhà mới đắc được. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ sa thú sa thú ạ. Dạ con đã hiểu ạ. Wow. Ai mà hành nguyện cái này là phải cẩn thận. Dạ, con sau đây con kính mời con đã thấy bàn tay của Huynh Chánh Tâm. Mời Huynh ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con xin kính đảnh lễ Ngài Lữ Tông. Và con xin kính chào Đạo Tràng. Kính thưa Ngài, con có cái thắc mắc là trong cái tâm si của Ngài. Dạ, xin hỏi Nguyên Trang có nghe rồi. Xin hỏi, con có thắc mắc là trong cái tâm si đó Ngài, si hoài nghi và si phóng dật. Thì trong cái, nếu mà cái bậc thánh đầu tiên là bậc thánh Tu Đà Hoàng á, thì họ sẽ diệt cái tâm si hoài nghi. Nhưng mà khi đến cái bậc thánh A-la-hán thì si phóng dật mới hoàn toàn diệt. Con có hơi thắc mắc là tại sao cái trong cái tâm si á, cái tâm si phóng dật á, trong mình tạo nghiệp á, trong cái thời bình nhật á, nó không có tạo, nó chỉ tạo trong cái thời bình nhật thôi, nếu nó không có mạnh bằng cái tâm tâm si mà tạo nghiệp là tâm si hoài nghi. Nhưng mà tại sao khi đến quả thánh A-la-hán thì cái tâm si phóng dật mới hoàn toàn diệt, mà trong khi con thấy cái tâm si hoài nghi rất là mạnh, mạnh hơn là tâm si phóng dật, con cũng không hiểu vấn đề này, xin Ngài giải thích cho con ạ. Con xin cảm ơn. Nam mô Bố Thà Giá Kính Bạch Chư Tâu Hàng Giả Kính Thừa Chư Quý Vị. Cái chữ đó là nó có hai cái tâm sở, nhất là tâm sở si, tức là tâm sở vô minh, vô minh đó, avijja đó, và tâm sở si đi theo tâm sở vô minh. Còn cái tâm thứ hai đó cũng là tâm sở vô minh mà đi theo cái tâm sở phóng dật. À, thành ra khi mình nói siêu nghi siêu phóng dật, nó là ba cái tâm chính. Thành ra thường thường đó mình diệt được hoài nghi, chứ cái si trong cái tâm hoài nghi đó mình không có diệt được, nên nhớ diệt được cái tâm sở si mà thôi. Đó. Cũng giống như phóng dật cũng vậy, phóng dật khi mình diệt được cái tâm phóng dật là diệt luôn cái tâm sở tâm si ê, nào tâm si. Còn khi mình diệt tâm hoài nghi thì chỉ diệt được tâm hoài nghi chứ không diệt được tâm sở si. Đó. Thành ra bậc sơ quả diệt được tâm sở hoài nghi chứ không có diệt được tâm sở si, nhưng mà tới thánh quả diệt được cả tâm sở phóng dật và tâm sở si, hai cái nên hiểu như vậy chứ không có gì khó đó. Đó. Ừ. Bởi vì cái tâm si đó là tới bậc tứ thánh quả mới diệt được, mà thành ra cái người đó mới là chấm dứt tất cả các loại ác pháp là vậy, chứ còn tới từ bậc tam quả vẫn chưa chấm dứt được hết tất cả các loại ác pháp, bởi vì vẫn còn si. Đó. Đó. Còn sở dĩ mà tâm sở phóng dật mà nó không có cho quả trong cái thời tái tục được á, là tại vì quý vị coi cái cách mà nhận đối tượng của nó đó, nó không bắt được đối tượng vững chắc.
nó cứ nó nhảy nhảy tùm lum vậy đó, nó không bắt được đối tượng nào vững chắc hết đó, mà dựa vào cái khác đó. Thành ra đó cái tâm đó, thành ra cũng vì cái tâm sở mà phóng vật đó, thành ra nó làm cho tất cả các quả của cái tâm ác pháp đó, quý vị thấy không, nó không có khả năng mà nó, dù nó không có khả năng mà nó cho những cái loại quả mà hữu nhân được, chỉ là quả vô nhân mà thôi. Còn cái mấy cái tâm thiện đó, nó có khả năng nó cho vừa tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân nữa đó. Hai cái nó khác nhau, bởi vì cái anh ở trên đó, nó không cho tâm quả nhân được là tại vì cái anh phóng vật anh làm cho những cái tâm sở mà nó phát sanh chung với nó đó, nó không có đủ nhiều, nó không có nhiều năng lực. Bởi vì để ý cái đó ha, nó không có nhiều năng lực. Còn cái chuyện mà đó là tại diệt tâm si, tâm sở si thì tứ thánh quả mới diệt được, nhưng mà diệt được tâm sở hoài nghi thì sơ quả diệt được rồi, nhưng mà sơ quả không diệt được tâm sở phóng vật, nên nhớ chuyện đó. Thành ra cái mình đọc chung là si phóng vật á, là tứ thánh quả diệt được và si hoài nghi á, thì tâm sơ quả diệt được, nhưng mình nên nhớ diệt được tâm sở hoài nghi mà thôi, chứ không có diệt được tâm sở si. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là huynh chánh tâm dạ con đã thấy huynh chánh tâm xa thú rồi. Dạ kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời. Dạ con đã thấy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, tại sao không có tâm sân hợp hoài nghi? Ví dụ thực tế, trạng thái tâm bất mãn, không hài lòng là sân. Trước một sự việc nào đó và đi kèm với trạng thái phân vân, hoài nghi, không biết theo, chánh pháp dạy. Phải xử lý thế nào là hoài nghi? Có phải đây là tâm sân hợp hoài nghi không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự tâm sở hoài nghi đó, nó có hai chuyện để nói. Nói trước tâm sở hoài nghi, nó có hai chuyện để nói. Tâm sở hoài nghi mà được gọi là phiền não đó, hay là gì đó, cái nghĩa là các pháp cái đó, thì tâm sở hoài nghi đó, cái tâm sở đó nó phải có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là hoài nghi theo di diệu pháp thì có 8 điều, và hoài nghi theo kinh tạng có 16 điều. Nên nhớ đó, thì cái tâm sở hoài nghi đó mới gọi là phiền não thì lê xạ. Còn cái hoài nghi thứ hai đó, thì hoài nghi là một pháp chướng ngại, không phải là một pháp chướng ngại, nhưng mà cái trạng thái của nó khi nó phát sinh không giống như tâm sở hoài nghi, gọi là bà tỳ ru bà cả quý chi kịch xả đó. Thì cái loại này nó phát sinh ở tất cả chúng sanh, nằm ngoài 8 trường hợp theo di diệu pháp và 16 trường hợp theo tạng kinh. Thì cái tâm sân mà có cái trạng thái giống như hoài nghi là tâm sân có cái trạng thái là với cái bà ti ru bà cả quý vị kỳ xã, chứ không phải là quý vị kỳ xã kỳ lê xã. Ví dụ mình bực tức là mình không nhớ ông đó tên gì đó. Nhưng mà nên nhớ cái chuyện quan trọng là cái hoài nghi mà lúc của mình lúc đó nó không phải là phiền não, mà nó là một cái trạng thái giống như phiền não chứ không phải là phiền não. Nhưng mà khi tâm sở hoài nghi nó là phiền não thì nó có đối tượng riêng của nó, thành ra nó không thể đi với tâm sân được đó. Thành ra có những cái chi pháp trực tiếp thì không có, là cái bà tỳ ru bà cả quý chi kỳ xã, trong Pali thì dùng chữ bà tỳ ru bà cả quý chi kỳ xã. À, có tên trong Pali đàng hoàng, nhưng mà chỉ là trạng thái giống như hoài nghi chứ không phải là tâm sở hoài nghi là phiền não mà.
Thành ra khi mà cái trường hợp họ nói đó, nghĩa là không hài lòng không gì ra này kia chồng đó, thì cái sự hoài nghi đó gọi là bà tỳ ru và cả quý chị kỳ trả, nó có thể đi với bất cứ ai, ngay cả bậc a la hán cũng vậy, cũng có thể có nói chứ không. Tại sao ngài có thể ngài đi tới cái nơi nào đó mà ngài không biết con đường này đi vô kỳ viên hay là con đường kia à, cái đó cũng là trường hợp hoài nghi, nhưng mà hoài nghi đó là bà tỳ ru và cả quý chị kỳ trả. Thì trong trường hợp phạm nhân thì cái lúc đó nếu mà đang sân thì nó cũng cũng có trường hợp đó ha. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, quý vị, à, con kính mời những bàn tay có thể cầm mic hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ, sa thú bàn tay của chị Kim Nhung. Dạ, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho chị ạ. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đặc trại cho biết tín hiệu. À, Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, con thưa sư, à, sư giải thích giúp con cái từ Úc Bát đó, thưa sư. Dạ, con ở trong kinh, con có thấy cái từ Úc Bát, thì con cũng hiểu mà, nhưng mà con cũng chưa có hiểu sâu, con hiểu sơ sơ thôi, nhưng mà con chưa có hiểu sâu lắm. Thành ra con muốn kính thỉnh sư giảng lại cho con cái từ Úc Bát, tại sao lại phải Úc Bát mà khi nào thì hết Úc Bát đó, thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con để con hiểu hơn ạ. Dạ con kính chào sư. Nam mô Bích Thầy. Dạ cô lên nói lại đi, chỉnh cái micro lại, sư nghe nhỏ quá nghe không được. Nam mô Bích Thầy. Dạ nghe không được hết. Dạ con thưa sư, dạ thưa sư, dạ đạo tràng nghe có rõ chưa ạ? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con thưa sư, dạ con nhờ con thỉnh sư giải thích giúp con cái từ Úc Bát đó, thưa sư. Tại sao lại Úc Bát, rồi khi nào thì hết Úc Bát, cái từ Úc Bát để khi mà mình đi đặt bát cho chư tăng thì có những trường hợp mà bị Phật tử mà bị Úc Bát đó, thưa sư. Thành ra con cũng chưa hiểu cái từ này lắm. Nó có cái nguồn gốc như thế nào mà nó đưa ra cái từ Úc Bát này đó, thưa sư. Dạ, con thỉnh giải thích giúp con ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, âm thanh của chị Kim Nhung hơi nhỏ nên ngài không nghe đó. Dạ, thưa ngài, con xin đọc lại cái câu nói của chị nha ngài. Dạ, chị Kim Nhung muốn hỏi là Úc Bát là như thế nào đó ngài, tại sao lại là Úc Bát? Dạ nên chị muốn hỏi là trong thí dụ như thời gian cái Úc Bát như vậy là như sao, nên chị muốn hỏi rõ là cái việc mà Úc Bát như thế nào với chư tăng đó sư. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, có số một số lỗi lầm mà người cận sinh nam cận sinh nữ đụng chạm tới tăng chúng hoặc là ông sư nào đó, thì tăng chúng hoặc là vị sư đó nghĩa là cho mọi người biết là Úc Bát đối với vị đó à, đối với Úc Bát là tức là tới chùa thì không ai thèm ngó, không ai ra đem đồ dâng, nhiều vị chư tăng cũng không có nhận. Còn nếu ông sư cũng đang đi ngoài đường đó mà ông đi thì mình buổi sáng mà thấy cái vị đó đứng vậy là ông đi luôn chứ ông không có dở nắp bát, gọi là Úc Bát. Bát tức là cái bình của ông sư để đi xin đó, mang một bát. Và ngược lại thì người có cái danh từ khác nhưng mà người ta thường ta không có xài, mà người ta cũng dùng chữ Úc Bát cho nó dễ hiểu, tức là ông sư cũng có một số cái lầm lỗi mà sau khi chư tăng họp lại kêu ông sửa, ông không sửa, thì cái vị sư đó là đa số là Phật tử cũng
không thèm để bác ông. Thành ra mấy cái xứ mà ở ông sư đi tìm mình đằng ngày ớn lắm chứ không phải giỡn đâu, đói gì trời. Đó, thành ra thường thường đó mà, thành ra ở bên đó tại sao mà nó dễ bắt mấy ông sư để nó phạt hay là nó cho lộ y là vậy đó. Bởi vì khi mà ông sư đó có tiếng xấu rồi đó là Phật tử, ông sư chùa đó đi, họ thấy sư ông sư của chùa đó, đó là họ không có dân cúng dân thịnh nữa. Đó, đó. Anh bắt buộc chùa phải xử lý với cái vị sư đó. Và ngược lại cũng vậy, vô mà làm trời làm đất ỷ mình quen cái ông lớn nào đó rồi mà làm trời làm đất không láo với chư tăng vẫn có quyền cúng bát như thường, tức là không có nhận những cái đồ cúng dường của cái vị đó. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết chị Kim Nhung còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ chị có thể đặt, à, dạ Nguyên Trang đã thấy bàn tay của chị. Dạ chị Kim Nhung mở âm thanh lớn chút xíu nha chị. Dạ, dạ Nguyên Trang xin gửi mic lại cho chị. Dạ, con tri ân sư, dạ con đã hiểu rồi thưa sư. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con được không ạ? Có rõ không ạ? Con đã mở hết cỡ rồi ạ. Dạ, cảm ơn anh Châu Phan. Dạ, thưa sư, con có một câu hỏi nữa, thưa sư. Là nó khi nói về cái y tăng giả lê đó, thưa sư, thì con nghe nói là có 5 điều, 7 điều, 9 điều. Thì con cũng hiểu điều đó là thửa ruộng để Phật tử mình gieo duyên vô trong đó. Nhưng con chưa hiểu cái ý nghĩa của số 5 với số 7 với số 9 đó, thưa sư. Có khi con nghe nói là 5 điều, có khi con nghe nói là 7 điều, có khi con nghe nói là 9 điều. Thì con chưa hiểu cái con số đó đó thưa sư. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư Tâu Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Bộ y của ông sư ba miếng, từ y nội, y vai trái, vị tăng dịch lê đều có điều hết. Đều là những cái ngày xưa đó, từ xưa đó thì chư tăng đâu có được dân cả một cái chiếc y vậy đâu, anh là phải đi vô nghĩa địa lụm mấy cái giải mà người ta bó xác chết rồi người ta đốt á, rồi cháy không hết cái người tăng lụm từng miếng về giá lại nối lại thành cái y, thì nối vậy đó, cái đó gọi là điều. Thì sau này khi quý vị mai đó thường đó là cái tối thiểu phải 5 điều, tức là quý vị lật y nội y trái y gì của ông xương vậy đó, là có 5 cái sọc, sọc ngang sọc dọc đó, nếu mà sọc sọc dài theo ấy là 5 cái. Còn những người nào mà người ta muốn làm ấy, thấy ông sư này năm rồi đó 10 hạ, năm nay 11, 12 gì đó và 15 hạ, người ta làm 15 điều để dâng cho ông sư. Có nhiều ông sư có cái tăng và lê tới 50 điều, tức là 50 cái miếng giải cắt nối nhau thành y. Nhưng mà là cái tăng và lê thì người ta làm, chứ còn y dây trái không ai làm đó, bởi vì 50 điều mà vậy đó ông sư cũng mặc vô không đi gì nổi chứ có nặng đâu trên đâu ấy đó. Thành nó chỉ cho cái sự quý báu của cái y tăng và lê đó, nghĩa là người ta thường thường mấy cái nước mà theo Phật giáo truyền thống người ta ta mai cái tăng nhật lê ta dân ông sư thì ra cái hạ của ông, tuổi hạ của nó, tuổi hạ của ông đó. Hồi chúng tôi ở bên Miến Điện, ở Thái thì không thấy, ở bên Miến Điện thấy một cái tăng nhật lê của cái vị sư đó, không biết ai mai cho ông mà gần 200 miếng á, 200 miếng mỗi miếng bằng chừng hai ngón tay mà nhỏ vậy mà họ chấp sóc rồi họ mai thành cái y gì đó. Thành ra đó cái đều là cái đó. Còn cái y nội đường ấy tối thiểu là 5. Nó 5. Cái gì bữa nào đình đình con sư mà cây biết liền có 5 miếng. 5 miếng dọc. Mỗi miếng là thường thường tùy theo có thể cắt mai thành hai miếng. Mai ngang đó, mai ngang để chia làm hai. Còn dọc thì một vậy đó. Thành ra cái đó gọi là điều. Điều. Thành ra còn mấy ông sư thì ông gọi cái đó là cảnh. Tức y tối thiểu là năm 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 cảnh, tức ngũ quẩn đó, từ ngũ quẩn cảnh 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 là vậy đó. Năm mai tôi gọi vậy đó,
năm khảnh, bảy khảnh, mười khảnh gì đó, đó là tùy theo tiếng gọi, nhưng mà thường mình gọi là điều, tiếng Việt mình gọi là điều, là nhiều cái miếng vải nhỏ 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 mai là thành cây, nếu như mỗi miếng mai từ đầu tới đuôi dài vậy đó thì gọi là một điều vậy đó. Không có gì đó. Nam mô Bích Thầy á, sau này sẽ dĩ mà mai thẳng thớm á, là tại vì cái sau này cũng chưa tăng mặt là do ngài Ananda đi sai, ngài Ananda với ngài với Đức Phật để đứng trên cái núi ở cái vùng mà tự nhiên tôi quên cái vùng đó, nhìn nhìn xuống thì Đức Phật nói trong thửa ruộng ngang dọc đẹp ghê á, thì ngài đang phải nghĩ là ngài trình Đức Phật ngài sẽ đi sai cái y cho mấy ông sư, nghĩa là những cái miếng vuông 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 giống như cái thửa ruộng mà mình đang nhìn từ trên xuống dưới vậy đó. Đó, thành ra cái miếng, thành ra cái y của ông sư nó mấy cái miếng mà hình chữ nhật nhiều hơn hình chữ nhật chứ không phải hình vuông được, bởi vì hình chữ nhật kia đó các nhưng mà cái y nội thì có thể là thành thành vuông được, nhưng mà cái y vai trái nó dài vậy đó, thành ra miếng dài miếng ngắn, dài ngắn nhưng mà hình hình chữ nhật giống như cái thửa ruộng của cái dân ở mà cà thá đó, thửa ruộng của dân mà cà thá đó, đó là lý do là sau này ngài Ananda nghe lời Đức Phật đi ra ra cái tăng mặt với bây giờ đó. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy chị Kim Nhung, sa thú con đã hiểu. Dạ kính cảm ơn chị đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ, cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời. Dạ con đã thấy câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Dạ con xin đọc ạ. Kính thưa sư, tâm và tâm sở là không thể tách rời nhau được. Vậy phải hiểu như thế nào trong thọ quán niệm xứ? Phải tách riêng, chỉ nhận biết một mình cảm thọ mà thôi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tâu Hiền Dạ Kinh Thưa Chữ Quý Vị. Thật sự đó mình nhìn cái đó là mình nhìn để mình biết cái những cái tâm sở mình có năng lực. Thành ra muốn thấy những tâm sở nào nó có năng lực thì phải coi trong cái danh sách của 37 phẩm trợ đạo đó. Nó có hình như chúng tôi nhớ ra hình như khoảng 14 loại tâm sở. Trong khi ba mươi mấy cái tâm sở mà đi chung với những cái tâm mà để làm được đó thì có 14 cái tâm sở là nó nằm làm cho mình có khả năng để mình nhận biết dựa vào với cái trà tụ lắc hà não nó, tức là nhân gần của nó, nó làm hiện rõ lên. Còn có những tâm sở khác, cái nhân gần nó không, nó đi chung với cái loại khác. Ví dụ như tâm nhân gần của cái tâm sở đó nhiều khi nó trùng phù hợp với những cái tâm sở khác mà nó mình gọi là có ít năng lực đó. Còn những tâm sở có năng lực thực cái nhân gần của nó riêng hết á. Thành ra có những cái tâm, ví dụ như mình nói là tâm sở bị trị đi, bởi những cái loại tâm sở đó mà mình không nhận rõ ràng là mình chết. Tại sao? Bởi vì bị trị nó đi với bốn tâm tham thủy và bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Thành ra nếu bốn tâm tham thủy mà mình nhận dạng nó là thọ bị tâm sở bị trị rồi, trên đó là mình phải gì, phải làm cho nó biến mất. Chứ còn nếu mà mình cố gắng mình dung dưỡng nó là mình chết. Còn nếu mà nó nằm ở dưới thì mình mới cố gắng mình làm cho nó có năng lực. Ngay cả tâm sở u về thọ u vậy đó. Tại sao Đức Phật dạy có những thọ u là nên thân cận mà những thọ u là không nên thân cận là vậy đó. Họ thân cận đấy không phải là mình gần gũi để mình dùng nó để làm gì, nhưng mà mình để mình quan sát nó cho nó rõ ràng. Đó là những loại tâm sở nó có năng lực, nó dựa vào một số cái điều kiện khi nó phát sinh nó rõ ràng, nên là cái hành giả dựa vào đó để có thể quan sát được cái rõ ràng. Còn có những sở khác nó đi vào, nó đi chung với một số cái loại khác mà nó có cái nhân riêng gần mà nhân riêng của nó thì nó không có rõ ràng. Đó. Thì vô coi 80 thực tính pháp như thế nào sẽ thấy rõ ràng con số cái loại tâm sở nó đi chung với người ta nhưng mà nó giống như là biệt lập vậy đó. Đó là lý do tại sao mà trong những cái trường hợp mà
mình hành về tâm quán trước. Tại sao con số tâm sở được đề cập tới để cho mình quán cho dễ, là cái đó là dễ, tại mình nhận biết nó dễ. Nhưng mà thường thường đó, cái nhận biết của mình nên nhớ cái là khi mình nhận biết là nó không có còn nữa đó. Nhưng mà tại vì những cái tâm sở mà được quán vậy đó, và bằng tâm sở nó không còn nữa, nhưng mà khi nó diệt là nó sanh trở lại liền. Dựa vào đó, thí dụ như mình nó cái thọ đi, và nó đi liên tục, dầu rằng tâm diệt thì nó diệt, nhưng mà tâm sanh thì nó lại đi theo, nó sanh lên. Thành ra mình quán rất là dễ là vậy. Còn những cái tâm sở, có nhiều tâm sở quán không được, không thấy. Dầu rằng nó cũng có thực tính riêng của nó, nhưng mà nó thường thường nó giống như là nó núp theo mấy cái anh mà có năng lực vậy đó. Không, bữa nào thử biết liền à. Nam mô Bổn Sư Thầy. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, không biết là đạo hữu tu học Phật pháp còn có thắc mắc không ạ? Dạ con thấy con thấy đạo hữu tu học Phật pháp có câu hỏi, con xin đọc tiếp ạ. Kính thưa sư, giải thích giúp chúng con chữ Rasa Thamma, vị của pháp, có phải là đang ám chỉ bốn ý nghĩa thực tính của pháp hay không thưa sư? Dạ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì chữ vị của pháp này đó không có nằm trong cái vấn đề mình biết cái vị của nó qua trà tổ lắc hành ạ, nhưng mà Đức Phật so sánh với một cái khác. À, ví dụ như Đức Phật so sánh là biển có một vị là mặn, thì giáo pháp của Như Lai cũng có một vị là giải thoát. Thường thường có những cái ngài dùng cái danh từ chung với cái một cái pháp nào đó, nhưng mà không ám chỉ cái pháp đó, mà chỉ ám chỉ trong sự so sánh với cái gì đó mà thôi, chứ họ không có dựa vào cái trà tụ lắc hành ạ để thấy cái vị của pháp, không có. Mà ngài dựa vào một số chuyện, thành ra nó có nhiều khi chỗ này ngài dạy vậy, nhưng mà chỗ khác này nó cái vị của pháp nó lại khác, là tùy theo cái chỗ mà ngài so sánh ha. Chứ còn cái nào mà nó đi theo cái bốn cái ý nghĩa, tức là trà tụ lắc hành ạ đó, thì cái vị đó nó phải nằm liên tục, dầu nó ở chỗ nào thì nó cũng nằm như vậy thôi, chứ nó không có thay đổi, nó phải đi theo cái đó đó. Còn cái này là có nhiều chỗ vị của pháp, có chỗ người nói giải thoát, có chỗ người nói cái gì đó, thì là mình phải dựa vào cái bài kinh mà ngài nói để mình lấy cái người nghe đó, cái nhân duyên của người nghe như thế nào, trong hợp nào Đức Phật dạy như vậy thì mình mới biết nó là cái gì, chứ không phải là lúc nào vị của pháp phải là dựa theo cái trà tụ lắc hành ạ cả. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, à, hay có thể chat trên màn hình giống như đạo hữu tu học Phật pháp, và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con kính mời. Dạ kính thưa ngài, trong khi chờ đợi con có một cái câu hỏi. Dạ, con kính hàng ngày hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ, kính thưa ngài, khi mà gia đình của mình có người người thân bị bệnh nặng đó ngài, thì mình làm như thế nào hay để mình có thể mình chia phước cho cái người thân của mình? Thí dụ như nếu mà mình trai tăng hay là mình hành thiền rồi mình đọc kinh, thì những cái mà thiện sự mình làm, hay là mình bố thí, thì những cái thiện sự đó mình làm đó ngài, mình có thể mình tự nguyện trong lòng mình là mình có thể hồi hướng cái phước đó đến cho cái người thân của mình không ngài, hay là mình phải nói cho người thân của mình? Dạ kính xin ngài có thể chỉ dạy cho con được không ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là có người thân mình
mà bị một số điều kiện vậy đó, thì cái người đó mình phải biết họ trong đời sống họ có những cái gì. Chứ còn bây giờ mình làm phước mà mình nói đây cho họ quan nghĩ chưa chắc. Thích cái gì thì trong lúc đó thì mình có thể mình làm ở đó để cho họ bớt cái sự đau đớn đó, rồi sau đó mới tính được cái chuyện khác. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ là mình làm thiện pháp rồi mình nói chưa chắc, cái đó không có gì bảo đảm đó. Phải tùy theo người đó, người đó sở thích là như thế nào. Ví dụ như họ bệnh giờ họ cần họ có quen với vị sư nào hay là cái vị ni cô nào đó, giờ muốn gặp đi hỏi nghe pháp vị ni cô đó hay vị sư đó thì mình phải mời cái gì đó tới, chứ mình không thể nào nói là mở băng mở đồ cái đó không ăn thua đó. Cái người bệnh biết cái sự suy nghĩ hay là cái sự quán xét họ rất là yếu đó, bởi vì cái thân như vậy mà rất là yếu. Thành ra cái người ở gần phải biết những cái tánh người đã thích cái gì trong trường hợp, nghĩa là muốn giúp phải dựa vào một số điều kiện vậy. Ngay cả cái người mà sắp chết vậy đó, người sắp chết mà cứ kêu bác sư tới tụng cái này tụng cái nọ chưa chắc có kết quả, không có kết quả đâu. Mình phải biết người đã thích cái gì, phải biết cái tật xấu đó như thế nào, thành ra mình mới làm được đó. Người đó không thích nghe kinh mà ta giờ ta chỉ muốn gặp cái đứa con trai đứa con gái đi xa lâu quá không về, không có gọi điện thoại nữa, thì ít nhất mình phải làm sao để anh ta gọi điện thoại được về, rồi mà anh ta muốn nói gì thì mình có thể nhắc nhở anh ta phải nói về để cho cái người bệnh nó nghe. Chứ còn bây giờ mình ra đó rồi mình mở băng của cái ngài nổi tiếng nhất thế giới bây giờ trước mấy ai mà nghe, thấy không? Tâm ta nghĩ tới người đó rồi, nên là mình cái người đó vậy đó, cái người sắp chết vậy đó, nghĩa là cái người ở gần đó phải là cái người thông hiểu với người đó mới nhắc nhở được một số chuyện để giúp cho người ta có thiện pháp. Đó. Phải biết có lần mình đi chung với người đó, họ làm lễ nghi ở đó, cái họ thỏa thích cái vụ đó thì mình nói tới lễ nghi cái đó mà chỉ nhắc nhở cái vụ đó thôi, vụ khác không được. Ở dù khác là họ cái tâm họ lơ lơ bởi họ đang đau mà. Cái gì thấy không? Anh muốn rất là khó khăn đối với những người mà bệnh, cái lúc bệnh mà mình muốn giúp người ta. Những người đó cả đời không biết tùy ý phước báo, không biết gì hết. Rồi mình giờ mình nói con làm phước này để giúp cho mẹ hay là giúp cho cậu chú gì được an vui này kia, không sao mà nghe họ càng giận thêm. Thấy không? Anh đó phải tìm cái người mà biết cái cá tánh người đó, biết cái sở thích của người đó, biết cái người đó thích cái gì, không thích cái gì, cho là họ gần họ nói chuyện rồi mình mới từ từ mình xem xét một số cái điều kiện gì đó rồi mình mới giúp người ta được, chứ không phải lúc nào cũng ấy được. Ngay cả người mà chết rồi vậy đó, mình muốn làm phước hưởng mình cũng phải biết người ta, chứ mình không biết là mình có mời mấy ông sư mà thường thường tụng kinh này, thường thường mình làm cái đó nó không có đúng, nên nhớ gì đó, nói quý vị buồn chứ không có đúng. Mời tới là thường ông sư ông có một bài ông làm hoài, ví dụ như cùng sư la tâm ma vậy đó, bởi cái đó tệ tụng người chết mà đâu có được, phải không? Bởi vì cái người mà nghe cái đó là thường ông sư cũng tụng như người sống, tụng người chết, bây giờ chết ta đi rồi thì mình phải làm cái gì có cái phước để liên quan tới người đó để mình hồi hướng báo cho người ta. Mà trong đời sống hàng ngày người ta biết tỉ quá, người ta biết giúp đỡ người khác thì mình quan nghĩ người ta gần người ta nghe người ta mới xả thú thôi, chứ còn không chứ mấy nó đâu ok. Nó vấn đề là vậy, nó có nhiều chuyện mình làm nó không có cái lợi ích gì hết mà cứ làm hoài, hãy thấy bệnh là kêu mấy ông sư tới cầu an hoặc ngáp hoặc kêu ông sư cầu siêu, cầu thì họ có nghe bây giờ đâu, nó thật sự vậy, không có nghe. Bởi cái người nghe học Phật pháp liên tục này kia tới chừng lúc đó có người tụng mới nghe, chứ còn chứ mấy. Bây giờ cũng vậy, là nó phải làm gì cho nó đúng thời đúng lúc phù hợp nhân quả thì cái người kia mới nhận được, chứ đừng bao giờ nghĩ là tới đó là mình dân cúng hay là mà hồi ứng phước báo hay là mình nói phước cho người ta làm vậy để người ta quan hỷ, chưa chắc, không có gì bảo đảm đó. Nếu quý vị không biết người đó như thế nào ví dụ như bây giờ mình tới không nói thật chứ cái này là sự thật mà ít có người chịu công nhận, là ra mình nói là người ta ấy mình chứ đụng chuyện ai biết. Cái người nằm trong quan tài chỗ đó đó, bây giờ ông sư hay ông thầy đó, cầm cái chén lên múa bắt thằng chuồng cúng cơm gì đó,
mà người trong quan tài mà thò tay ra bở chén cơm là cái thằng cha cầm chén cơm xỉu trước, phải không? Hay trong nhà mình cũng vậy đó. Mình có cái bàn thờ, ngày nào mình bưng cơm lên cái chút mình lên mình dọn, mình thấy ai ăn đâu mất hết. Mình làm được ba lần vậy là trên coi như thấy có người về ăn. Quý vị tiếp tục ở nhà hay là bán nhà đó, mình làm có đúng người làm, mình không muốn mình cúng, mình không muốn người ta ăn thì cúng chi, phải không? Làm gì cho nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với nhân duyên đàng hoàng. Chứ còn hãy hở ra cái xưa bài này làm để không có kết quả gì cả. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ con định hỏi tiếp nhưng mà con thấy hai bàn tay cô Nhật Quỳnh và bàn tay của Nguyên Như. Dạ con kính mời ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, sa thu kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, Nhung Mích cho Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, qua câu hỏi của Nguyên Trang, con phát sanh ý nghĩ, con muốn hỏi để Ngài giải thích cho con được rõ hơn. Thí dụ, bây giờ, thí dụ như là con có người cha hay người mẹ đang bệnh nặng, mà trước giờ người cha người mẹ con không có biết làm thiện pháp, mà bây giờ bản thân con muốn giúp cha mẹ con tạo một chút thiện pháp nào đó, thì bạch ngài, con có thể trai tăng con dâng cái phước đó cho cha mẹ con được không, và con làm một cái chuyện phước thiện nào dâng cho cha mẹ con được không? Nếu mà mình nói rằng giờ mình không có, mình làm cha mẹ mình không có quan hỷ đâu, không nhận đâu, thì cái phước đó nó có mất không hay là nó còn ở con? Dạ con kính nhân mít lên ngài, ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tôn thì dạ, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nghe là móm ý thử hỏi coi hai người đó đó bây giờ muốn mời ông sư về để trai tăng cúng dường hay là muốn cái gì. Và khi mà mời mấy vị sư tới nhà đó, đối với cha mẹ cái kiểu đó như vậy đó, thì cúng dường không có cái tụng gì đó. Ông nói thời pháp ngắn ra nghe chứ không có tụng gì, bởi từ tụng người ta không biết tụng cái gì, ta ngủ chứ không làm gì đó. Đó, cái đó là mình phải hỏi trước để mình lấy cái ý kiến như vậy đó, rồi mình làm. Còn nếu không thì mình cứ móm ý hỏi coi giờ cha mẹ cần gì, cha mẹ muốn đi thăm cái chùa nào hay là đi thăm ở cái thân tích, thì ở Việt Nam chắc ít, ở Mỹ rồi còn khó nữa, nên đã nói cái đó thì khó lắm, bởi vì người già bệnh khó đi đâu lắm. Thì mình nói bây giờ đó con muốn làm phước cái đó đó, nhưng con chở cha mẹ đi thì mình dí vào thơ cha mẹ, bị nói cha mẹ đưa cho cái người nào mà cái chùa nào đó mà mình muốn làm phước đó, thì cái lúc đó là những cái lúc ấy rồi, nếu mà có vị sư mà để nói một số cái chuyện liên quan tới phước báo này kia đó, nó giúp nhiều hơn là mình làm cái gì khác. Mà nhớ mình đừng làm theo cái phong tục từ xưa tới giờ, làm phong tục từ xưa tới giờ cái tới đó là tụng kinh rước sư đó là mấy sư chạy luôn chứ không ở là mình nghe đó. Đó, nên làm tối ngày cái hãy có gì cứ đem con bài kinh ra tụng hoài không có được. Mình phải móm ý để mình biết ý cha mẹ muốn gì, rồi mình mới dựa theo đó mình làm. Mình làm rồi nếu có sư thầy đó thì nhờ nói trong vài câu pháp ngắn thôi, chứ không có nói nhiều, bởi vì từ xưa giờ không biết làm nữa, không biết về tao không muốn nghe đâu, thật sự không muốn nghe. Nam thì mình làm vậy đó, mà nếu được làm được lần thấy mà thỏa thích rồi đó thì mình cố gắng mình làm liên tục vài lần vậy đó. Đó, thành là kỳ rồi sư cái chỉ là mình bây giờ trong thời gian bây giờ đó, nên nhớ bây giờ vài bữa nó sắp tới làm lễ Vu Lan gì đó, quý vị đừng có làm theo cái lễ mà tạo từ xưa giờ bày đặt. Ngày đó đó lợi dụng cơ hội dẫn cha dẫn mẹ hoặc những cái người nào mà thân tích của mình đó đi làm phước đó, mà trước khi làm phước mình phải sám hối cái lỗi lầm mình đối với cha mẹ, nếu là cha mẹ sám hối lỗi lầm mình coi như là cái ngày báo hiếu của mình phải sám hối lỗi lầm với cha mẹ, sám hối lại sám hối lại ba lại đàng hoàng để chở cha mẹ đi tới đó. Vậy thì cái đó nó là cái dấu ấn nó thấm vào đầu cha rồi mẹ, nó nhiều hơn là bất cứ chuyện gì mà khác mình làm.
đó. Tự nhiên mà con cái mà quỳ trước mặt cha mẹ xin sám hối lễ lại này kia xong đó, cái đó là bảo đảm cha mẹ rơi nước mắt, bởi chưa bao giờ quý vị người Việt Nam làm cả. Mà nhiều lần là chúng tôi nhắc nhở con ở ngoài đều làm đó. Mình nhớ chuyện đó, cái chuyện mà cha mẹ thấy người con mà có hiếu đó là cái điều mà rất là gây sự cảm xúc tới tới cha tới mẹ. Chúng tôi bảo đảm quý vị không tin làm thử rồi à, mà quý vị không chịu làm thì giờ biết sao, giờ thành ra cái cách đó giúp cha mẹ là giúp cái cách đó. Bởi vì trong Mangalathathibani nói rõ ràng cha mẹ có đức tin làm thế nào để cha mẹ có đức tin à. Cha mẹ chưa có giới làm thế nào cha mẹ có giới, cha mẹ chưa có trí tuệ làm thế nào để cha mẹ là người có trí tuệ, có chánh kiến. Đó là phước lành cao thượng nhất người con có thể làm tới với cha mẹ, nói rất rõ ràng đó. Thành ra thấy rõ ràng ngài Sariputta không, tới cái ngày ngày về ngày làm sao, bà vô nhà bà thấy là bà chửi rồi, mấy áo da đầu trọc áo dài vừa về đây chị, ngài vẫn tỉnh bơ, ngài không nói gì hết. Nhưng mà tối đó nhờ hào quang của tứ đại dương vua đời thích rồi tới hào quang phạm thiên xuống, ngài mới lợi dụng cơ hội đó nói cho bà biết một số cái giáo pháp Đức Phật dạy, rồi bà ta trở thành người có ấy, là cái hành động báo thiếu, nghĩa là rất là không thể tưởng tượng được. Bởi vì khi bà ta đắc sơ quả rồi, bà ta khổ nhất của bảy kiếp thôi. Còn bây giờ mình cứ theo đời, mình cứ nuôi hoài, nuôi hàng ngàn kiếp đi nữa, cha mẹ vẫn sanh tử luân hồi như thường. Cho nên mình nên lựa những cái nào mình làm để cho nó có kết quả. Bây giờ dầu muốn giờ không, quý vị cứ nghĩ đi, tới ngày Vu Lan đừng đi đâu hết đó. Buổi sáng mời cha mẹ ra ngồi đảnh lễ sám hối với cha mẹ, rồi nói cho mẹ là con sẽ chở cha mẹ đi làm phước ở chùa đó, hay mà dân chùa đó gì mà bao gạo hay gì đó, chùa đó bữa cơm hay gì gì đó, đó mình làm vậy đó, rồi nhớ cha mẹ được nhiều phước hơn là mình làm bất cứ cái gì khác đó. Chứ đừng có dẫn đi mấy cái chỗ cho ăn chơi cho cha mẹ vui hơn, ngày không có nên đó. Lớn tuổi rồi phí vô ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai. Còn thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho chúng con cách để trả hiếu cho cha mẹ mình. Và một lần nữa con thánh tri ân ngài. Và Nhật Quỳnh kính mời Nguyên Như. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn Nguyên Như đã nhường mic cho Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi này. Tại vì trong lòng Nhật Quỳnh cũng nghe câu hỏi của Nguyên Trang thì Nhật Quỳnh chợt nghĩ ra để hỏi, chứ chờ một lát thì nó không còn đủ cái ý tưởng. Nên Nhật Quỳnh cảm ơn Nguyên Như rất là nhiều. Dạ mời Nguyên Như ạ. Lắc mô Bích Thái Giá, Lắc mô Thâm Ma Giá, Lắc mô Sang Ca Giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ ngài Lưu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào cô Nhật Quỳnh, và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, bạch ngài, Nguyên Như có một cái câu hỏi là có nhiều khi khi mà người thân của mình chết đó bạch ngài, thì khi mà giống như cái khi mà một cái phổi nó không có làm việc hoặc là cái não nó không có làm việc thì bác sĩ sẽ để cái ống vô để mà gọi là trợ cái lực để cho mình sống một thời gian. Rồi một thời gian nếu mà cái cơ thể nó chết á, thì bác sĩ sẽ nói với người nhà mình là bây giờ quyết định rút ống ra. Thì cái người nào trong gia đình của mình á, mà nếu mà không có biết theo đạo Phật á, mà quyết định mà kéo ống ra thì vô tình phạm cái nghiệp sát sanh, phải không ngài? Thì bây giờ con thấy con đọc trên cái luật á, thì mỗi tiểu bang của Mỹ mình á, là người ta có một cái form người ta để á, là nếu mà mình không có muốn con hoặc là gia đình mình quyết định cho mình như vậy đó thì mình sẽ tự điền cái form đó rồi mình nộp cho bác sĩ nè, rồi mình đưa cho những người thân của mình, là mình sẽ nói là khi mà trường hợp tôi không có sống được như vậy đó thì tôi bây giờ tôi ký cái tờ giấy này để giống như là giao cái quyền đó cho bác sĩ sẽ là rút cái ống ra cho tôi,
mà tôi không có cần là nhờ vào những người của tôi để quyết định như vậy về cái mạng sống của tôi thì những người đó sẽ mang tội. Nhưng mà ý con hỏi là nếu mà mình làm cái form đó là mình chấp nhận, mình nói bác sĩ là rút ra đi, đừng có cứu mình nữa, như vậy thì mình phải có phạm cái luật là mình tự giết mình chết không, bạch ngài? Và con xin dâng mic để cho ngài trả lời câu hỏi này cho Nguyên Như ạ. Con xin dâng mic ạ. Nam mô Bồ Tát Gia, kính bạch Địa Tôn Hoàng Giả, kính thưa chị quý vị. Thật sự nó đâu có rút ra liền đâu. Nên nhớ chuyện đó. Thường thường mình nên làm cái giấy đó đó. Cái giấy gọi là giống như là mình tự giết mình đó. Làm cái giấy đó đó, cái này không liên quan gì tới con cháu gia đình tôi cả. Nếu bác sĩ và nhà thương thấy không thể chữa được, quyền rút ống là quyền của quý vị. Để trước kia đó. Còn bây giờ đó, trong lúc mà mình vô bệnh viện đó, tới cái lúc mà mình, lúc đó là mình đâu có còn tỉnh nữa đâu, mà mình muốn chết đâu, mà mình sợ gì. Lúc đó là mình đâu còn tỉnh nữa. Khi mà nó mơ mơ màng màng như vậy đó, thì cái bác sĩ nó dựa vào máy móc nó biết. Nhưng mà cái biết của bác sĩ cũng chưa chắc là mình có chết hay không, nó không biết. Nhưng mà nó chữa không được là nó rút thôi. Thì chuyện nó không có liên quan gì tới ai đó. Bác sĩ nó có nhiệm vụ ra được, mình cho phép thì không sao cả. Thành ra tốt nhất là mình cứ làm cái giấy đó trước. Hồi từ xưa giờ vậy chứ mấy bây giờ thì làm giấy tự tử trước. Hồi chúng tôi mới qua đây rồi, chúng tôi cũng làm cái giấy đó. Rồi vô cái đi bệnh viện nào đó hỏi. Nếu mà y bác sĩ gọi ai, tôi nó không gọi ai, gọi cảnh sát. Nghĩa không có thân nhân luôn. Nghĩa là không có cho tên ai đó. Vậy đó, mình không phải lo gì hết. Thấy không? Chúng tôi giờ bị gì giữa đường là nó bảo đảm. Nó muốn làm gì nó làm. Nha. Trong người tôi, chúng tôi là có hai cái giấy. Cái giấy là cho cơ mà nếu thấy cái gì xài được thì cứ lấy. Cái thứ hai, muốn gì thì bệnh viện lo, còn ai đó muốn gì thì kêu cảnh sát. Này đó, không có liên hệ với ai đó. Hai cái giấy đó thôi, chứ không cần gì đó. Thì bây giờ mình nên làm gì? Bởi vì cái lúc đó đó, mình đâu còn bình tĩnh nữa đâu, mà mình muốn chết thì không muốn chết. Mà dù mình có lúc đó mình có bình tĩnh, mình muốn chết cũng không có phạm giới sát sanh. Nên nhớ cái giới sát sanh mà ông tỳ kheo mà không có, ông tỳ kheo mà tự tử đó đã không phạm giới sát sanh, làm sao mình phạm giới sanh được? Bởi vì trong năm cái chi đó, cái chi thứ nhất chúng sanh có sanh biết, chúng sanh có sanh biết là biết cái chúng sanh đó chứ không mình. Trong chú giải giải thích rõ ràng, biết chúng sanh đó là biết cái chúng sanh đó chứ không phải biết mình. Không có chuyện biết mình có thức tánh, không phải chuyện đó, không phải. Thành ra trong luật của ông sư tỳ kheo mà tự tử chỉ phạm ác thôi, chứ không phạm giới nặng, không phạm giới cao gì đó, chứ không có phạm giới ha. Thành ra chuyện đó bình thường, không có phải sợ gì đó. Giờ mình cứ ra làm giấy trước rồi cho chắc ăn, hỏi ông già bà già ông gì nếu muốn thì cứ nói ông già bà già đi ra làm giấy để người có gì thì tất cả mọi người ấy. Chứ còn nếu mình rút có thể bị tội sát sanh, có thể không bị là sao? Nếu vị đó không thể sống được, chắc chắn phải chết. Mình rút không sao. Nhưng mà nếu mà chưa chết, còn ngày mai mới chết thì bữa nay mình rút rồi mình cũng phạm, sao phạm? Mà phạm giới nặng, đối với mình con cái là phạm giới nặng. Thành ra nên nói với những người nào cai gã chính mình vậy đó, làm giấy trước ra cho phòng bác sĩ làm, ok. Không lẽ ra, để cho cái chuyện gì đó, bệnh viện và bác sĩ lo. Không có dính dấp gì tới gia đình từ chúng tôi cả. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ Nguyên Như con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ bạch ngài, con mới nghe ngài nói là ông sư, một vị sư nếu mà tự sát cũng không có tội, mà theo tụi con học hồi đó giờ thì mình tự sát mình cũng phạm tội giết người mà bạch ngài. Nếu như vậy thì Phật tử chúng con nếu có chuyện gì giận tự sát không có bị gì hết ha bạch ngài. Dạ con xin nhân mít lại cho ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, không có bị gì hết, tại vì lý do là nó không đủ chi. Cái chi thứ hai tức là biết chúng sanh
có thức tánh đó, là nó không có không phải là biết mình mà là biết chúng sanh khác đó. Thành ra trong cái trong cái chú giải có giải thích rất rõ ràng là chúng sanh tự sát là không có phạm giới sắc sanh. Đó là chú giải nói rõ ràng chứ không phải không. Bây giờ chúng tôi tới tìm thử coi. Không biết cơ quý vị có đọc được hay không. Hình như nó không có lên đó quý vị. Thấy chưa? Không biết quý vị thấy chưa? Đó, đó trong chú giải đó. À, thấy không? Đó. Thành ra cái chi thứ hai nó không có lấy là nó chú giải hết rằng là trong cái chi thứ hai là không phải mình, thành ra không có sao. Đó, chú giải giải thích rõ ràng vậy là mình tự sát là không có ăn thua vậy đó. Nhưng mà tại sao nhiều khi mình tự gia sát mà mình đi địa ngục, tại đau quá cái mình nổi sân. Lúc đó mình tự sát mình sẽ chết, mình đau mình nổi sân. Thì cái sân làm đi địa ngục chứ không phải tự sát đi địa ngục. Thưa quý vị, năm một. À, dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ nguyên như con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ bạch ngài, nhân tiện cái việc con hỏi ngài về cái về người thân đó bạch ngài, thì con có thấy có những gia đình thì không có muốn cho ba mẹ mình đau nhiều quá, thành ra cũng xin bác sĩ là tiêm một mũi thuốc cho ba mẹ đi lẹ. Thì những người đó thì nói là tự vì cái tâm từ không muốn ba mẹ đau đớn mà làm như vậy. À, xin một buổi một phim để chích vào vào thân đó bạch ngài, thì ba mẹ sẽ đi rất là nhẹ. Thì như vậy vô tình là người đó đã phạm tội sát sanh, tội ngũ nghịch, phải không bạch ngài? Và con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Cái chuyện đó thì không nên làm là có thể đi chứ không phải không. Làm là mang tội sát sanh mà nghĩa là không khéo là thành ngũ nghịch đại tội chứ không phải chuyện giỡn. Bởi vì cha hay mẹ của mình cái đó là không nên ha. Nói cha mẹ là ký giấy trước đi chứ còn nếu không là cái đó nguy hiểm lắm. Cái câu của chúng tôi lấy ra đó là từ trong cái chú giải gọi là xã rách thạ thi bà ni ti ca và quý nô tha ni ti ca. Cái đó đó, cái mà tự sát không hợp giới sát sanh là lấy từ cái chú giải này ra. Còn cái chuyện mà nghĩa là mình nên nói sao cha mẹ ra làm giấy trước thì có gì đó là từ trong đó nó lo, chứ còn nếu mà mình không có, nghĩa là mình cái trong trường hợp đó là giống như mọi ở đây có nhiều người họ không làm giấy là họ có bệnh gì vô nhà thương khỏi chữa đó. Tức là khỏi chữa mà thấy đau đớn quá thì mấy ông bác sĩ chắc ông cũng có việc làm chứ không. Chứ còn bây giờ mình đợi tới lúc đó rồi mình mới làm thì cái không kịp. Còn nhất là con cái thì không nên, nếu mà cha mẹ chưa có những cái đó là mình không có nên dính vào cái mạng sống của cha với mẹ, không có nên, cái đó rất là nguy hiểm. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ nguyên như con xin tri ân những lời dạy của ngài. Dạ bây giờ con xin mời đạo tràng, nguyên như xin mời lại chị Nguyên Trang cầm mic tạ. Con xin kính chào đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú Nguyên Như đã đặt câu hỏi. Dạ kính thưa ngài, con có một cái thắc mắc á ngài.
là một câu hỏi là khi mà mình đọc kinh lễ bái Tam Bảo đó ngài, thì có cái bài kinh mà sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và ngài có thể giảng dạy cho con hỏi hiểu rõ là tại sao mình phải sám hối Phật Bảo, tại vì mình làm cái tội lỗi gì mà mình sám hối ngài, tại vì Đức Phật thì rồi Pháp Bảo thì rồi còn Tăng Bảo thì con hiểu là nhiều khi mình lỡ vô tình nói cái gì đó nên mình sám hối, và kính thưa ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn là về cái phần mà Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo khi mình đọc kinh mình sám hối. Và con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn và kính thưa chư quý vị. Cái đó là phạm nhân chúng ta phạm hoài mà chúng ta không để ý đó. Ví dụ như ai nói câu gì đó là mình nói cái này đâu phải Đức Phật nói, mình không biết chắc chắn thì mình im nhưng mình nói. Mình nên theo lời Đức Phật, không nói đúng lời Pháp thì nên giữ im lặng. Mình nói vậy đó, vô tình mình ra phỉ bán giáo Pháp, mà giáo Pháp là Phật ngôn, là bị phỉ bán luôn Đức Phật chứ sao không phỉ bán. Phải không? Mình cứ nghĩ vậy đi. Nhiều chuyện lắm, thành ra tối ngày mình, nhiều khi mình làm mà mình vô tình mình tự nó không phải, nhưng nghĩa là xúc phạm đến chính ngân đức của Đức Phật, bất cứ cái nào đó là đều dính hết. Nhiều khi nó không phải nói chứ, thường thường đó, mấy người mà không học Bali á, nghĩa là không học hiểu Bali cho nó đúng mức, nhiều khi mình tụng kinh mình vẫn có thể phạm lỗi với Đức Phật và giáo Pháp như thường, giáo hay không đó. Bởi vì Bali nó nhớ đó, 84.000 bài Pháp mà bằng tiếng Bali đó, cái đó là Phật ngôn, mình giỡn không có được đó. Nhiều khi đọc rồi còn ngâm kệ rồi này kia coi chừng đó. Kệ ngâm gì nó đều có cái mức độ mà mình cần phải hiểu, quá cái đó không được. Bởi vì trong trong luật của chư tăng đó, tông kinh mà ai vẫn phạm giới như thường, tức là đó là mình có thể là phạm lỗi Đức Phật chứ không, nó không có chuyện phải là chuyện giỡn. Nên nó đọc cái biết thì đọc, không biết đọc từng câu, đừng bao giờ rồi cứ muốn ngưng chỗ nào ngưng, không có nên. Bởi vì một cái câu văn nào vậy đó, mình ngưng một cái là cái câu đó nó nghĩa khác, giống như chúng tôi nói hoài đó. Ngay cái tiếng là quý vị đọc bài thơ của ông gì đó, nàng có ba người anh đi bộ, rồi cái quý vị ngưng đội những đứa em nàng, quý vị nghe được không? Trong khi bài thơ của ta, nàng có ba người anh đi bộ đội những đứa em nàng, có em chưa biết nói dùm chồng, mình đọc nàng có ba người anh đi bộ đội những đứa em nàng thì đi bộ đội mấy đứa em nó chào đi, thấy không? Đó là cái đó là nó, mình đọc Bali và đọc cái đó là mình chết, đúng không? Đó. Không biết đọc câu nghỉ chứ đừng có kéo dài là cái muốn ngưng chỗ nào ngưng là không có nên, là cái quý vị không có nên đọc một câu nghỉ để cho nó an toàn. Đọc một câu nghỉ đừng có rồi không có nên. Ông sư là nãy hồi xưa chúng tôi, nếu vậy nào mà già già cả chúng tôi mà đi ra đường thử đó, họ dạy EA không hết chứ, họ dạy cái đó sau này chúng tôi thấy họ có nói cái đó là chỉ cho con nít mà nó đi ra đường Phật tử nào thôi, chứ còn ông sư không có được, ông sư ấy là phạm giới đó. Nếu vậy mấy cái bài, ví dụ như cái bài mà trong bài lễ Phật bạc Phật đó, rồi vô là đâu có đọc rồi vô sanh thì xin nô đâu mà kiểu kệ đó, kệ sao vô sanh ni xin nô và ra bô thì mu lệ đó. Vì hỏi những người nào đi phản đó, đó là biết vậy đó. Mà xưa mình nó mau thuộc mà dễ hiểu, mình tưởng đâu được cái chừng qua mình hỏi thì hôm nay không thấy kệ mấy sư tháng rầy quá trời, nó không biết chứ. Ông sư mà làm kiểu đó là phạm giới. Thành ra không có nên ha. Dầu là AI nó kệ nó nhớ mau nhớ nó đẹp thiện, nhưng mà coi chừng đối với Phật ngôn thì không có nên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con, giảng dạy cho con rất là tri ân ngài ạ. Dạ sau đây con thấy bàn tay của Nguyên Như. Nguyên Trang, kính mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ cảm ơn chị Nguyên Trang. Dạ kính bạch ngài, con thấy về cái vụ mà đọc kinh Bali đó bạch ngài, thì con cũng nghe nhiều người nói đó là mình mới tập đọc á thì mình hay đọc trật, mà quý vị cứ lên đọc đi, trật không có sao hết á. Mình phải đọc trúng, đâu phải là mình là chư tăng hay là tu nữ rồi đâu. Mình học á thì mình phải có trật. Mà nếu mà mình không có trật á, thì mình đâu phải là học trò, thì có việc lên đọc đi sai không có sao. Nếu mà mình cầm mic lên mình nói như vậy ở trên lớp, hay là nói với trong chúng bạn ở trong chùa, nói như vậy có đúng không bạch ngài? Để mà mình khuyến khích người ta học kinh Pali thôi, chứ mình cũng không phải là có cái tâm là phỉ báng hay là gì. Nhưng mà con không biết là nếu mà bạn con hay là một cái vị nào mà nói như vậy thì có nên hay không. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, nói vậy là không có nên, bởi vì trong lúc mình học là mình học từng chữ chứ mình không học cả câu. Mình nhớ gì đó, học từng chữ phát âm, từng chữ khi nào phát âm xong xuôi rồi mình mới ráp lại mình đọc thành câu. Mà mình đọc thành câu mà mình đọc câu nghĩa nó mà tại vì mình chưa hiểu nghĩa Bali thì mình thấy nó khác, chứ hiểu nghĩa Bali nó khác xa, rất là xa, chứ nó đâu có dễ đâu. Bali có 32 cách đọc khác nhau. Nội cái Nam Mô Tạch Xạ không, nó có 5-6 cách rồi đó. Chứ không phải là muốn đọc sao đọc à. Khi nào vô thuyết pháp đọc sao, khi nào tụng kinh Nam Ma đọc sao, khi nào có hết đó. 32 cách đọc khác nhau. Thành ra mình không có học mấy cái đó thì tốt nhất là mình đọc từng câu mình ngưng à. Ví dụ như bây giờ mình nói là ca thả đó thì đối với người mới đọc là đọc từng câu. Còn người nào đọc mà thường thuộc á thì có hai cách, là cách là đọc từng câu là ba thá, còn đọc là nửa đoạn ạch thả và đọc nguyên đoạn ca thả. Ví dụ nè, mình đọc nè bất cứ cái ca thả nào, thường ca thả nó 4 câu á, thì mình không rành thì mình đọc từng câu thôi, đọc rồi ngưng, đọc ngưng. Còn nếu mà mình mà khá hơn chút thì đọc 2 câu rồi ngưng. Đó. Còn nếu mà giỏi thì đọc luôn cả 4 câu. Mấy lần chúng tôi hút chút cái gì chúng tôi đọc vậy đó, đọc 2 câu thôi chứ không có đọc nhiều. Chứ còn nếu mà mình không có quen mà mình đọc một lượt là mình dấp, mình đọc lượt cái 3 câu cái mình ngưng, cái đó là không giống ai. Nên là có cách hết đó. Thành ra mấy cái đó là vô họ bên Thái, mấy ông sư là học, nó gọi mới đầu vô là học Bali rồi nó bắt đọc cách đọc cho đó, đọc năm đó năm lại nó phải học để đọc cho trúng chứ có gì đó. Còn mình đọc đó sai mà nói mình học không có sao, không có nên. Mình dạy từng chữ nó đọc sai mình sửa được, mới đọc từng chữ nó không phải là Phật ngôn, nó học để đọc Phật ngôn. Còn Phật ngôn ví dụ nguyên câu thì mà mình đã học từng chữ được rồi, mình ráp lại nguyên câu thì mới đọc cho chúng, chứ còn mình ai là không có được. Đó, mà nhớ lời dạy Đức Phật không có giỡn được, thành ra cẩn thận. Bởi vì mấy cái đó là tối ngày đó, người Việt mình hay là người Miên chứ Thái thường ít, nó ít có sám hối lắm. Khi nào mà có phạm là nó lên nó gặp chư tăng nó sám hối, chứ còn mình là cái đọc sám hối sao khi lễ bái tam bảo này kia xong rồi làm biết quen thì chưa biết mình đọc, không biết mình đọc gì, làm biết nó thành thói quen. Mình phải cái đó thì hỏi tốt hay không thì chúng tôi không dám bàn, nhưng mà nên học cho hiểu rồi cái mình mới nghĩ tới cái chuyện là sám hối. Khi nào mình đọc thật mình sám hối, chứ lúc nào cũng sám hối riết thành một cái thói quen mà không biết mình có trật hay không cũng sao thôi. Đó, để làm gì cũng phải hiểu từ đầu đuôi, học cho nó gọn thì nó tốt hơn. Nó thành nó đừng có phát ngôn cái kiểu đó, không có nên. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy á. Dạ chúng con kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con có câu hỏi. Dạ cảm ơn Kim Nhung, Ca Nhật Quỳnh biết được tín hiệu bạch ngài.
thí dụ như trong cái đạo tràng Phật giáo Nam truyền này đi, rồi ngài Trí Đức dạy đi, rồi ngài kêu tụi con lên đọc. Nếu mà bây giờ tụi con cứ sợ trật hoài, không dám lên đọc, thì làm sao tụi con học được bạch ngài? Thành ra con thường có cái câu là con khuyến tấn những vị ở trong đạo tràng là mình lên mình đọc đi, đọc có sai thì ngài mới biết được, ngài sửa. Thí dụ như bản thân con đọc kinh, con biết trường âm, đoạn âm, biết cái chỗ đó là quý sư chỉ nhắc chỗ đó. Nhưng mà thật sự nếu mà con không có cầm mic lên mà con không có đọc, con không thể biết con sai được. Chỉ có ngài Trí Đức mới thấy, mới nghe, mới hiểu cái sai của con và chỉ dạy cho con. Mà nếu mà nói như ngài chỉ thì tụi con không dám cầm mic, không dám đọc, thì làm sao mà tới khi nào tụi con học Bali được bạch ngài? Và con kính dâng mic đến ngài, ngài có chỉ dạy giùm cho con coi như thế nào. Chứ bây giờ con vẫn thấy con còn đọc sai. Dạ, mà nếu mà con không dám cầm mic lên đọc thì chắc kể như xong cuộc đời con luôn. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ, kính thưa chư quý vị. Là nhớ là ngài dạy con từ căn bản ra lên thì mình đáng cố gắng mình theo từ đầu căn bản. Cái gì mình không chắc mình phải hỏi trước rồi mình mới đọc. Chứ cái cầm mic lên mà đọc đại là nó đặt nhiều khi nó nghĩa là mình nói mình không cố ý thì thật sự ra mình nói là chuyện, nhưng mà nhiều khi mình đọc rồi cái có nhiều người thấy đọc sai mà vẫn đọc. Thì chúng tôi để ý như ở đây nhiều lớp mà mấy tụi nhỏ nó dạy một thứ này thì nó chính từ xưa cũng giờ nói nó là cẩn thận không có nên đọc từng câu trước cái đi, khi nào mà xong xuôi rồi đó mới được, rồi mới bắt đầu mình đọc theo cái kiểu mà khác. Chứ còn mình đọc từng câu chưa xong, tức là mình nhận dạng cái đó chưa xong mà mình bắt đầu mình đọc theo ý của mình đó, cái đó rồi mới sai. Thấy không? Ví dụ như giờ kinh Pháp Cú thường là 4 thôi đó. Thành ra thường thường cái gì mới dạy thường người ta sợ mình đọc rồi nó bị vấy kia, thành ra người ta không cho mình ngưng cái giọng ngắn. Nhưng mà thật sự đó, trong ca hả ngưng giọng ngắn giọng dài gì cũng được đó, nếu mà chỗ đó là nó chấm dứt cái nghĩa của câu, mà nhớ chừng đó. Nhưng mà thường đó sợ, nhiều khi sợ mình lây mấy cái tật đó, nhiều cái gì dạy họ khó là họ nói không được ngưng cái chỗ đó à, thì mình không được ngưng cái đó thì mình đọc cả 4 đoạn cũng được, lấy sức đọc 4 đoạn hay là 2 đoạn, chứ đừng đọc có 1 đoạn hơn đoạn mình ngưng không có nên. Ý sư là như vậy, bởi vì mình đang học nhưng mà mình phải chắc chắn cái chỗ đó được. Ví dụ như bây giờ mình chỗ đó mình hát ra cái mình ngưng cái đó không có nên đó. Trước khi đọc phải lấy hơi đàng hoàng, rồi mình thường thường ngài cũng dạy đọc từng chữ trước cho bộ vô bắt cái bộ là đọc nguyên câu trước. Thì cái nào âm dài âm ngắn thì mình muốn ngưng chỗ nào đó. Thường thường đó là nghĩa là trong tùy theo thể loại là ca thả đó, thì âm dài âm ngắn gì ngưng cũng có thể được, tại vì nó hết cái chỗ đó là cái chỗ mà nó chấm dứt cái nghĩa. Nó ví dụ viết câu nhất câu thứ hai chỗ đó là âm ngắn thì cái đó là hết nghĩa, mình ngưng nó không có sai. Nhưng mà từ từ mới học thì người ta không cho ngưng, bởi ngưng cái mình quen mình muốn ngưng chỗ nào cũng ngưng, mình phải nhận dạng cái chỗ nào nên ngưng chỗ nào không nên ngưng. Chứ còn mình mới học mà thường thường là mấy cái gì có người ta không cho mình ngưng mấy âm ngắn, bởi vì không chơi xong mới được. Chứ còn nếu mà mình không có quen á mình ngưng thì tầm bậy bạ, cái nghĩa nó khác liền, mà cái nghĩa nó khác thì nó sai chứ sao không sai, phải không? Nam mô Bụt Thầy giá thì cứ nghe là ông thầy ông dạy rồi để ý ông dạy thì thôi, giống như nói không. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ alo, dạ con kính thưa sư, dạ con sẵn cái đề tài này con cũng hỏi luôn thưa sư. À, dạ con khi mà có xem qua ở trong kinh á, mà bằng chữ Bali á thưa sư, con thấy một bài nó dài, nó không có dấu chấm dấu phẩy gì hết, mà mình đọc như vậy á thì nó rất là mệt ạ. Thành ra khi mà mệt quá thì nhiều khi cái bài đó mình cũng không hiểu cái ý nghĩa, thành ra mình ngưng ở cái chỗ mà trường âm, thì như vậy có được không thưa sư? Dạ con kính thỉnh sư giúp con. Dạ con xin xuống mic ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái cách mà đọc Bali mà ngưng cho đường âm hay đoạn âm vậy đó, người ta ngưng mà người ta thở nhanh lắm chứ ta không ngưng. Nói cái chỗ đó người ta nhẹ cái giọng xuống để người ta hít hơi thở vô mình tự ngưng chứ thật sự người ta không ngưng. Nè, đọc Bali á, chứ không phải là mình ngưng hẳn, không phải. Ngưng hẳn là từ khi cuối câu hay là hết nghĩa mà ngưng hẳn. Còn nếu mà mình động đụng bình thường, đụng với người ta đó, thường thường mà ngưng bỏ chữ là trật. Mà thành ra thường ta không ngưng bỏ chữ, ta ngưng để ta lấy hơi rất là nhanh. Ừ. Chứ không phải cái đó, chỗ đó là chỗ ngưng, nên nhớ chuyện đó. Cái chỗ đó là người ta nghe là mình không nghe cái âm, lúc đó người ta lấy hơi chứ không phải là ngưng. Ừ. Nó có nhiều chuyện lắm mà vì học Bali công phu lắm chứ đâu hề ở đâu đó. Còn quý vị đọc nhiều khi quý vị ngưng thì mới bị sẽ ứng rậy thôi chứ đó. Ví dụ như mình đọc cái đó, mình đọc nghĩa là cái âm ngắn á mà là mình không có được buông, mà cái âm dài đó mà mình muốn lấy hơi thở hay lấy gì đó thì cái chỗ đó đó mình không phải mình buông hẳn, nhưng mà mình buông ra mình hết hơi rồi mình đọc cái âm kế, cho mình đọc cái chữ kế là không được, hiểu không? Ví dụ năm bài người vậy đó, thành ra thường quý vị là thấy nhiều vị đọc kinh mà không có đúng á, hãy tới chỗ nào hết hơi thở là ngưng để cái tiếp theo cái chữ khác của cái người khác đọc, cái đó không được. Quý vị nào đi văn điện biết á, cái đó 10 chữ thì đọc 5 chữ như người phải theo chữ thứ 6, dầu rằng cái ông phía sau là ông đang có chữ thứ 7, thứ 8 kệ ông. Nó không có bỏ chữ được. Ta nhớ là ngưng cách mấy cũng không bỏ chữ. Đó, tụng kinh là như vậy, là không có bỏ chữ, không bỏ sót chữ. Đó. Thành ra quý vị vô mấy chỗ mấy sư tụng kinh quý vị nghe chán lắm. Bởi vì mà năm nào hôm nay tụng từ A tới Z hết á. Mà ông nào hơi thở dài tụng dài thở ngắn từng ngắn nhưng mà không có bỏ chữ nào đó. Đó. Vô nghe mấy ông sư tụng một liệu quý vị chán lắm. Đó, nên nhớ là không có được bỏ chữ. Quý vị ngưng cũng phải theo cái đó chứ không có bỏ chữ. Nhớ chuyện đó. Thì từ từ rồi nó quen ha. Còn nếu mà nó không quen thì thôi chứ kiếp sau học tiếp. Nam mô Bổn Sư Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thư Thì Cần Sư Tử Nam Quý Sư Nữ Đồng Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin nay là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng đại sư nam hoàng nữ có cơ hội để chấm dứt được các pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bổn Sư Giá, nam mô Thầm Ma Giá, nam mô Sáng Khà Giá, nam mô Lách Tịnh Tự Giá Xà. Bích Tha Giá chị Meta muốn cầm bích phải không chị Meta? Nhật Bình thấy bàn tay của chị ạ. Chị có trước máy không? Dạ, vậy chị đánh nhầm rồi. Dạ, sa thú đành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng con tiến gần đến chỗ giải thoát để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý Ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Giá. Con cung thỉnh đại đức Pháp Trang cho con một tín hiệu để chúng con sau khi thính pháp sám hối xong, chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc trước cái đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ Nhật Bình thấy bàn tay của chị. Kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da phang sum paruttamang Bụt thể do khả lì tổ đô sơ bụt thâu khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con.
Uttamangê na quanh đê hăng thăm anh cha đều vì thăng và răng thăm mê dơ khả đi tổ đô sâu thăm mơ thăm mà tù tăng mà măng. Dạ con xin sám hối về đạo tràng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi thot tam ăn sẵn khê vô khả đi tổ đô sơ sẵn khô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con toàn đủ phước báo buổi học ngày hôm nay. Dạ sa thú con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào với tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chư Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Dukkha pata chane dukkha phaya pata chane phaya soka pata chane soka hantu sape pipanino etavatam chaam he he sampatang ponya sampadang sape devanumodantu sapa sampati sityam danang dadantu sata yasilang rakantu sampada pavana pirata hantara chantu devatam Rata sape potha palapa cha pache ka nang cha yam palang arahanta nang cha te che narakan pantham. Me sa pa so nguyện cầu vi đấng Phật bảo, nguyện cầu vi đấng Pháp bảo. Nguyện cầu vi đấng Tăng bảo, sinh tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thấy điều mạo tan biến, nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ chỉ giới hạnh, biết lạc chú trong thiền, chư thiên đã văn tập, sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sư, chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trị vị đức, cầu phúc lành phát sanh, pha vá tu sa pa măng ca lang ra khan tu sa pa đê vá tam. Sa pa pa ta nu pa ve na sa da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va ta sa pa tham ma nu pa ve na sa da sa te pa van tu te pa va tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa ba de va ta sa pa sang kam nu pa ve na sa da sa te pa van tu te tất cả phước bao hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Sa thu thành thai
Ya đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni tu bê kha rê bô ti kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đà nê na pha quan tu vô chi ta sa thình ka rôn tê. Tha vi ha ra man đa đê thệ ra cha mát cha na wa ca cha phích kha vô. Sa ra mi ka đa na bát tê u ba sa ka ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra. Sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê. Cha ra vi cha ye vi cha an đa sam pha qua san se đa cha ta. A tha vô bà ba tí ca niệu gia ni căng thăm ma qua răng ma tích cha tê. Sa bệ bi đô kha sa kha rôn tu sang kha văn. Tha tu chi răng sa tặng thăm mô thăm ma tha ra cha phúc gá ra. Sẵn gô hô tu sa mạc gô qua ác tha gia cha hi ta gia cha ấm hê. Ra kha tu sáp thăm mô sa bệ bi thăm ma cha đi nô vụt tinh xăm ba. Bú nảy gia ma thăm ma đi dập ma quê đi tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hầu đổ chư tăng. Cửa từ ân nao phước hằng hạ xa, tỳ hưu trần luân trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Thiền nam tính nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không đường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành a đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao. Những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì. Cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tăng hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch trong buổi học ngày hôm nay, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng muôn nhân niết bàn át sắp bát cho vô hồ túc. Ý đăng muôn nhân niết bàn át sắp bát cho vô hồ túc. Ý đăng huynh nhân niết bàn át sa bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông. Quý ngài đã quan lâm vào rum chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục liệu rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ
cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, kính cảm ơn đã cho những câu hỏi và kính cảm ơn Nguyên Trang đã làm thị giả cho ngài. Và bây giờ thì con xin phép được xuống mic để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cái room. Và kính chào biệt đạo tràng. Yani taputa ni samagata ni pumani vayani wa antaleke sabbe vaputa sumana pavantu apo visaka chang sunantu pasitang tatma hiputa ni sameta sambe metang karo tamano ya pachaya ni wacharato charanti ye palinta Idang bisang ke ratan.
Sankang Namasama Suwati Ho Ho